ngồi bên ván cờ lá rụng. Ở dưới cây cổ thụ không ai đánh cờ, không khí ở trong núi thật là tốt. Qua wow, mấy cái cây này sao dài như vậy chứ? Qua wow, trước này có một cái bàn cờ. Tôi thảo duyệt hưng sở chí thiền nguyên nhất tử. Như vậy thì... Quay đầu lại, thì ra đã xuyên không rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước đó không phải là mình đã gặp phải cảnh sát nhân dân sau đó đem tới bệnh viện rồi sao? Sao bây giờ rốt cuộc lại ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Còn những lời mà bác sĩ đã nói là có ý gì? Mình rõ ràng vẫn còn sống mà. Đúng rồi, ván cờ. Ván cờ kỳ quái đó nhất định có liên quan tới nó. Ở trong cái xã hội xúc sinh nhiều năm, đột nhiên lại xuyên không. Ai, đây là ai vậy trông đẹp trai quá. Chưa bao giờ thấy qua. Đến đây lấy nước có lẽ là cũng ở Thiên Ngưu Phượng, hoặc là gần đây thôi. Không biết nữa. Mình có nhan sắc rồi. Có ngờ mình lại thích hợp với cái bộ đồ cổ trang như vậy chứ. Nhưng mà lại bị mù rồi. Hai, gánh nước không đơn giản nha. Hai, người đó hình như mắt không được tốt cho lắm. Đúng vậy, vừa nãy tao thấy tại sao đôi mắt của hắn lại màu xám chứ. Như vậy mà hắn cũng tự đến gánh nước được sao? Ôi trời, mất mặt quá đi. Không có gì, không dễ gì mới có được căn nhà. Từ đây trước đến đời này cuối cùng mình cũng có được một căn nhà đầu tiên trong cuộc đời rồi. Không ngờ lại là nhà ma. Làm sao bây giờ? Đây lẽ nào lên lời quỷ? Phải nhanh chóng chạy ra ngoài thôi. Vẫn may vẫn còn có một nhóm tiểu đệ. Lục Sơn Quân tặng đồ đúng là không tồi. Quá thực rất thích. Cái gì? Hổ Tinh. Cháu này mày tên là Hổ Vân nhá. Hồ Ly Tinh còn có cả đực cái nữa à? Không sao, không sao. Nếu đã như vậy thì ta đã nhìn lén thiên đạo. Thì không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mưa rời nghe vạn vật từ tâm vẽ thành tranh. Cảm giác thật là huyền diệu. Mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy. Nếu như trời đất sống là một ván cờ, sông núi là một ván cờ, thì ta là người trong coi. Chuyện gì thế này? Nếu như đã nắm trong tay thì không cam tâm, ta sẽ bố trí thiên hạ. Đây chỉ là giới thiệu bộ truyện này thôi. Bây giờ bắt đầu bộ truyện nè. Tập 1. Ván cờ định mệnh. Cắm trại, núi Ngưu Đầu. Kế duyệt, rảnh không? Đi nhặt củi về đốt đi. À được, cớ duyệt là nhân viên của công ty. Không khí ở trong núi tốt thật. Wow, cái cây này đã dài như vậy rồi sao? Ủa? Ở đây cũng có người đánh cờ sao? Một bàn cờ và một cái cây rìu gãy, một cái chỗ ngồi. Không đúng, hình như đã đặt ở đây rất lâu rồi. Cái rìu này bị kỹ sắc rồi. Chờ chút, lẽ nào đây là ván cờ lạng kha trong truyền thuyết sao? Sao có thể chứ, có lẽ ai đã đặt ở đây chơi rồi quên cất lại mới đúng. Nhưng mà cái màu trắng này càng lúc càng kỳ lạ nha. Rõ ràng có thể nối liền nhau, lại thiếu đi một chỗ thông suốt. Sợ là đã bị màu đen vây sát rồi. Hay là mình thử cái ha. Là như vậy nè. Thoải mái hơn nhiều rồi. Để chụp một tấm ảnh cho mọi người xem. Ủa, điện thoại sao hết pin rồi? Vừa nãy có rằng còn 80% mà. Về trại lấy sạc, dự phòng cái đó. Ủa, người đi đâu hết rồi? Lẽ nào lại một trò đùa à? Ai ở đó? Ủa, đồng chí cảnh sát. Xin hỏi mọi người có nhìn thấy người ở chỗ cắm trại này gần đây không? Buổi chiều bọn tôi vẫn còn dựng lều ở đây mà. Cắm trại? Mấy ngày gần đây không có ai tới cắm trại đâu. Đều đang tìm người mất tích. Hả? Người mất tích sao? Đúng vậy, mất tích hơn nửa tháng nay rồi. Là một thanh niên tên là Kế Duyệt. Hả? Mất tích? Mình sao? Nửa tháng rồi. À đúng rồi. Anh cùng ai vào trong núi này vậy? Đồng nghiệp sao? Không biết. Chuyện đi tìm người mất tích sao? Ê, anh ơi, sao vậy? Nhanh, giữ anh ta. Không ổn rồi. Mọi người giúp đỡ đi. Rốt cuộc mình là bị sao vậy? Những nhân viên tìm kiếm đó đi đâu rồi? Mình rõ ràng đang đi cắm trại mà. Sao đột nhiên lại trở thành người mất tích chứ? Ván cờ đó, lẽ nào là câu chuyện về ván cờ lặng kha mà ông nội cớ cho mình sao? Bệnh nhân mất nước nghiêm trọng, đã mất đi sinh mạng, đáng tiếc chỉ mới có 24 tuổi thôi mà. Mèn chính đã chết. Xét đỉnh, trời sắp mưa rồi. Đau quá, cơ thể không nhúc nhích được nữa, mắt không mở ra được. Làm ơn, có ai ở đây không? Làm ơn, làm ơn, có ai đến đây không? Ai cũng được. Mình có thể nghe thấy tiếng sấm sét. Mưa rồi ư? Mưa rồi, nghe vạn vật từ tâm vẽ thành tranh. Cảm giác thật tuyệt diệu. Mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy. Thì ra mình vẫn đang ở trong núi, nằm ở trong một cái miếu cũ. Rốt cuộc thì chuyện gì chứ? Trước đó không phải là mình gặp phải cảnh sát dần dần, sau đó bị đem tới bệnh viện sao? Sao bây giờ rốt cuộc thì ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Còn những lời mà bác sĩ đã nói nữa là có ý gì? Mình rõ ràng vẫn còn sống mà. Đúng rồi, ván cờ đó, ván cờ kỳ quái đó nhất định có liên quan tới nó. Nhanh lên, mọi người
hãy đi theo phía trước chính là miếu Sơn Thần. Đi, tránh mưa một chút đi. Cẩn thận dưới chân, trời mưa núi đất trơn đó. Cuối cùng cũng đã có người tới rồi. À, tốt quá rồi. À, trận mưa này đến bất thình lình quá. Trương Sĩ Lâm, chích chút nữa thì làm mình ướt hết rồi. Mọi người đem hàng để bên trên kia đi. Lưu ý, lưu ý. Lấy củi ra, đốt lửa lên làm cho ấm người. Dạ vâng. Ủa, may mà miếu Sơn Thần vẫn còn. Nếu cái miếu Sơn Thần này cũng bị đổ, thì trong núi Ngưu Khưa này càng ít chỗ để dừng chân. Ủa, ai ở đó? Núi Ngưu Khưa, ở đây không phải là núi Ngưu Đầu sao? Tên ăn mày này còn thở, nhưng mà đầu nóng quá. Anh nhanh gọi cấp cứu đi chứ, còn ai là ăn mày ở đây hả? Sĩ Lâm Ca, nơi này hoang vu thế này, xem ta cái tên ăn mày này cũng không chịu được được lâu nữa đâu. Hai, đi nấu cho hắn miếng nước nóng để hắn uống xem thế nào đi. Quần áo mà bọn họ mặc, ngôn ngữ nói chuyện, sao có cảm giác kỳ lạ vậy ta? Ôi, thôi đời này, chúng ta xem lửa qua đây đi, để cái tên ăn mày này làm ấm lại chút cơ thể. Này các người đừng có đi mà, nhanh gọi điện báo cảnh sát đi chứ. Nước sôi rồi, nước sôi rồi. Sĩ Lâm Ca, khi ở trấn Thủy Tiên, ta nghe nói gần đây núi Khương người không được yên ổn cho lắm. Mưa lớn như vậy hay là chúng ta ở lại trong núi một đêm là được rồi. Ai, vấn đề không lớn, ngươi xem. Cái tên ăn mày này sớm đã ở đây rồi, hắn không sao. Chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Con cọp đến chúng ta cũng dọa cho nó chạy. Cái đám người này đang nói cái gì vậy? Núi Ngưu Khuê, con cọp. Cách nói chuyện kỳ lạ này sao giống như cách nói thời cổ đại vậy? Sĩ Lâm Ca, huynh đừng có lừa bọn ta nha. Tiểu đồng lá gan của người phải được rèn luyện một chút nha. Ai, xung quanh 200 dặm của khu rừng này có vài con cọp là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nghe người của trấn Thủy Tiền nói, núi Ngưu Khuê này còn có một con yêu quái. Đừng có tự mình dọa mình nữa, nghỉ ngơi cho tốt vào. Bọn ta không thể làm chi được nhiều. Nào, uống chút nước đi. À, uống ngụm nước thoải mái hơn nhiều rồi. Sĩ Lâm Ca, tên ăn mày này sao rồi? Hắn rất yếu, sợ là sống không được bao lâu nữa. Đây chính là Sĩ Lâm sao? Anh ta là một người tốt. Từ nội dung mà những người này nói, lẽ nào mình thật sự xuyên không rồi? Sĩ Lâm Ca, mưa tạnh rồi. Trời tối rồi, đi đường ban đêm rất nguy hiểm. Qua đêm ở đây đi. Ai, trước khi chết còn có vài người ở cùng mình tốt hơn là một mình cô đơn. Chào mấy vị huynh đài, nhìn thấy mọi người ở đây thật là tốt. Hả? Ba ngày đi vào núi dạo chơi cùng với bạn thì bị đi lạc, còn gặp phải trời mưa lớn, trú mưa thì trời tối luôn rồi. Đang còn sợ hãi, may mà nhìn thấy lửa bên này. Cho dù mọi người là sơn tặc thì thà là mất chút tiền tài cũng hy vọng lúc xuống núi mọi người có thể đem theo ta đi cùng. Ta không dám ở một mình trong núi đâu. Qua đây đốt lửa đi, bọn ta không phải là sơn tặc. Trong miếu có bao nhiêu người? Nhưng mà mình không nghe thấy tiếng bước chân của thư sinh kia. Thư sinh này có vấn đề. Núi Tấn An, quận Thạch Tất. Thời Tấn khi đi đấu quỷ, nhìn thấy Đổng Tử đang đánh cờ và hát với rất nhiều người. Bị Vương Chất nghe thấy, Đổng Tử lấy vật với chất như hột táo. Bản chất thầm làm mà không thấy đói. Trong chốc lát Đổng Tử nói, sao không đi? Hả? À, ta tính. Rìu Kha tận lạc. Cha dù trở lại cũng không gặp lại. Vừa nãy có người nói trong núi có yêu quái. Hơn nữa buổi đêm ở trong cái núi hoang vu này, đột nhiên xuất hiện một thư sinh không có lai lịch rõ ràng. Nghĩ thế nào thì cũng thấy không bình thường. Xin hỏi tên họ tiên sinh, nhà ở đâu, học ở nơi nào? Tiểu sinh họ Lục, tên có một chữ Hưng. Nhà ở Bài Môn, phường Trấn Thủy Tiền, là học sinh của Học viện Thanh Tùng Phủ Đức Thắng. Lần này tiểu sinh cùng bạn lên núi về quê. Thì ra là như vậy. Tiên sinh, mời dùng chút đồ ăn. Thư sinh này cũng biết diễn thật. Nếu như tính lực không thần kỳ đến ngay cả mình cũng tin hắn luôn rồi. Nhưng mà nếu như hắn cần phải diễn kịch như vậy cũng không phải là chủ của đại sát tứ phương rồi. Hơn nữa cũng không phát hiện mình. Đúng rồi. Trên đường tiểu sinh đến đây phát hiện ra một thứ tốt. Có lẽ có thể báo đáp ơn giúp đỡ của các vị. Không biết thứ tốt này là cái gì? Sơn Sâm Vương, 15 tuổi. Ta là người của Trấn Thủy Tiên. Thỉnh thoảng cũng biết một chút. Có biết một đám người lên núi săn bắn. Rồi đến chợ trên bán lâm sản và dược liệu. Ta từng nói chuyện với bọn họ vài lần, biết được một ít tin tức. Sâm Sơn Vương kia có 9 lá. Cây cao đứng thẳng, hoa có màu đỏ. Quan trọng nhất là trên thân của cây nhâm sâm kia có buộc 3 sợi dây thừng màu đỏ. Đây chính là phương pháp thông minh của cái tên thủ lĩnh. Đề phòng Sâm Sơn Vương bị bỏ trốn. Nếu không lúc đó trong lòng sợ hãi thậm chí sợ đau lên bị thương dược liệu.
Nó không chừng thì ta có thể đào lên được rồi. Ai, Sĩ Lam Ca, chúng ta đi đào thôi. Đó là thứ tốt đấy. Tiên sinh Sâm Sơn Vương đó ở nơi nào vậy? Chết rồi, bọn họ trúng kế. Khoảng cách đến chỗ tránh mưa của tiểu sinh cũng không xa. Thời gian đi đến đó cũng không hết hai nén nhạc. Nếu như các vị thật sự muốn, thì trước khi trời sáng hãy đi theo ta. Tại sao lại như vậy? Bây giờ trời tối rừng trơn, không phải không an toàn lắm sao? Trương huynh đại có chuyện không biết. Thợ săn đều lên núi trước khi trời sáng. Vậy thấy Sâm Sơn Vương đó đã nở rồi. Lỡ như thợ săn đó đào vài ngày, đêm nay chúng ta không đi, không phải là bỏ lỡ rồi. Đúng vậy, có đạo lý. Chỉ làm cả tay chân của ta nhanh nhẹn để ta đi cho. Đúng vậy, chúng ta nhanh đi đào thôi. Đừng đi theo hắn. Được thôi, không cần phải đi hết đầu Lão Kim. Tiểu Đông hai người các người đi cùng với Lục Cao Tử. Những người khác ở đây xem đồ. Trong núi đường trường đi đường cẩn thận. Yên tâm đi Sĩ Lâm Ca, để ta lo cho. Lục tiên sinh cũng cầm lửa đi. À không cần đâu, ta sợ lửa sẽ làm cháy áo dài của ta. Các ngươi cứ cầm đi là được rồi. Đi đường cẩn thận. Dạ, được, biết rồi. Các ngươi cứ yên tâm đợi bọn ta quay lại đi ha. Những tên này, nếu như xảy ra chuyện gì, cuối cùng sẽ đến lượt của mình thôi. Đã ghét, tại sao mình không thể nói chuyện được? Trương Đầu, có ổn rồi. Nhanh đến xem cái tên ăn mày này bị sao vậy? Nhiều mồ hôi quá, đây là bị động kinh sao? Nhanh, đỡ hắn đi. Cầm một khúc gỗ đến đây cậy miệng hắn ra. Đừng để hắn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cái cây này nó bẩn lắm đó, các người có biết không hả? Tên ăn mày này chẳng qua không qua nổi đêm này đâu. Chúng ta tiện tay giúp hắn đào cái hố trộn đi. À đúng vậy, sau này chúng ta cũng phải quay lại miếu Sơn Thần, cho nên đừng để xác chết lại đây. Ý. Ôi đệt, chuyện gì mà chim bay quá rồi vậy? À, tiếng gì vậy? Là tiếng hổ ở trong rừng ư? Hả? À, là con hổ. Vậy Tiểu Đông và Lão Kim bọn họ? Âm thanh của con hổ ở rất xa. Tiểu Đông bọn họ có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi người nhớ giữ lửa, tối nay không được ngủ đâu. Tiếng của con hổ này lại khiến cho mình động đậy được. Trương Đầu, tên ăn mày tỉnh rồi. Sao nhìn không rõ vậy? Thị lực của mình bị sao vậy? Bỏ đi, ít nhất cũng không phải là mù hoàn toàn. Trước tiên đừng quan tâm tới hắn. Toàn thân bất lực, đầu đau quá. Sĩ Lâm Ca, Sĩ Lâm Ca. Là Tiểu Đông, Tiểu Đông quay lại rồi. Tiểu Đông, sao chỉ có mình ngươi? Lão Kim và Thư Sinh ở đâu? Tiếng gào của con hổ lúc nãy các người có nghe thấy không? Lão Kim và Lục Tiên Sinh ở cùng nhau. Sâm Sơn Vương ở trên một cái dốc. Bọn ta vừa mới đào lên Sâm Sơn Vương thì nghe thấy tiếng gào của hổ. Lão Kim và Lục Tiên Sinh bị gió như vậy, chân đứng không vững liền bị ngã xuống. Cái gì? Bị ngã xuống ư? Lão Kim và Thư Sinh đó sao rồi? Sườn dốc có cao không? Cũng không cao, Thư Sinh thì không có chuyện gì lớn. Chính là Lão Kim bị trật trật, bảo ta tìm người giúp đỡ, cùng nhau đem hắn về. Vậy thì đợi cái gì nữa, chúng ta đi thôi. Lý Quý, đi cùng ta. Lưu Toàn, ngươi ở lại miếu Sơn Thần xem đồ. Chúng ta nhanh đi thôi. Âm thanh này quả nhiên quá tuyệt là của cái tên Tiểu Đồng đó. Nhưng mà hắn đến lại không nghe thấy tiếng bước chân. Trương Sĩ Lâm bọn họ không phát hiện. Hắn đã không còn là người nữa. Sau khi tiếng của con hổ đó gào lên thì Tiểu Đông xuất hiện. Lẽ nào? Không được, không thể để bọn họ theo hắn ra ngoài được. Trương Chỉ Lâm dẫn đầu, không thể chết. Nếu không, người con lái sẽ gặp nguy hiểm. Đi đi đi. Tiểu Đông, ngươi dẫn đường trước đi đã. Bọn ta. Khoan đã. Trương Sĩ Đông, Tiểu Đông có vấn đề. Các ngươi không thể đi theo hắn. Cái tên ăn mày này, ngươi nói cái gì vậy hả? Sĩ Lâm Ca, chúng ta nhanh đi. Lão Kim bọn họ vẫn đang đợi đó. Được, đứng lại. Tiểu Đông đã chết rồi. Sĩ Lâm Ca, đừng nghe tên ăn mày đó nói bậy. Sợ đây sao? Tiểu Đông, ngươi thật sự không sao chứ? Tiếp tay cho giặc. Vương Đông đã là một con ma cọp rồi. Giống như cái tên Thục Thư Sinh kia. Hắn chuẩn bị dẫn các người tới chỗ con cọp đó ăn đó. Nếu như các ngươi đi sẽ không bao giờ quay trở về được nữa. Ma cọp? Chỉ làm cả đừng có tin hắn. Lão Kim bọn họ còn đang đợi đó. Tiểu Đồng, ngươi đừng có qua đây. Hả? Biến mất rồi. Quỷ, quỷ,
Ôi mẹ ơi, vào miếu, cầm lửa cho chắc, cầm lửa cho chắc. Vị cao nhân này, ngài. Con hổ bước chân tới rồi. Nó tới rồi. Là lão hổ hay là hổ tình đang đến vậy? Mấy người trong miếu này có được không đây? Tiếng bước chân này xem ra là thở hình rất lớn rồi đây. Ôi, hổ ra là con hổ tinh à. Hổ này biết huyễn thuật hay sao? Ma cọp so với thành thế trước đây tuyệt đối không phải là lão hổ bình thường. Mấy cái tên chân yếu tay mềm cộng thêm cái tên phế vật mù nữa, một nửa như mình, đừng nói hổ tinh, có hổ bình thường thôi cũng đến đây là phải quỳ xuống rồi. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, đi vào trong miếu thần sơn, tại sao ngươi lại giúp họ? Ôi địch, dù sao cũng chết, chi bằng cược một ván. Chính vì nước sông không phạm nước giếng, cái tên ma cọp như thư sinh đến đây trước đó ta không hề quan tâm tới. Nhưng mà Trương Sĩ Lâm này, tâm tính hiền lành. Lúc ta được uống bát nước đầu tiên thì cũng xem như là đã nhận ân tình của người ta. Không thể để hắn đi chết như vậy được. Mặc dù ta chưa bao giờ đối mặt với người, nhưng ta biết trong một tháng này, từ khi ngươi đến đây, tử khí ngày càng sâu nặng. Vì sao lúc này lại hưng hực sinh cơ như vậy? Không biết tại sao lão hổ lại không thể bước vào trong miếu sơn thần này. Có thể là trước khi tên ăn mày này còn sống thì không hề đơn giản. Nhưng mà bây giờ vì sự xuyên không của mình, tên ăn mày sắp chết sống lại. Hổ tinh cảm thấy rất khó tin. Mình phải lợi dụng điểm này, do con hổ tinh này bảo toàn sinh mạng, cũng không có gì mà không nói được. Nói ra thì cũng nực cười, lúc trước ta biết thời gian không còn nhiều, chẳng qua ở đây chờ chết mà thôi, không nghĩ tới lại có thể ngộ ra sự sống trong cái chết. Hả? Ngọn nguồn của trận sấm sét ngày hôm đó chính là ở đây. Người giống như ăn mày ở trong cái miếu này lại có thể hóa thành bướm sống lại không nói, cảnh giới tu hành chắc cũng cực cao. Mình tu luyện thành tinh vốn cùng có vô cùng khó khăn, bây giờ gặp phải cơ hội hiếm có như vậy, nhất định phải nhờ hắn chỉ điểm một chút mới được. Tiên sinh thấy tu hành của ta như thế nào? Ta ở núi Khư Khuê này tu hành hơn 100 năm, không có phương pháp cũng không có chỗ dựa. Bây giờ ta dùng hết mọi cách tu vi cũng không thể nào tiến thêm một bước. Tiên sinh có thể chỉ điểm một chút được không? Lục Sơn vô cùng cảm kích. Ngay cả cách sườn hồ cũng rất rõ ràng. Xem ra có thể dọ hắn rồi. Nhưng mà bộ dạng có vẻ nho nhã của hắn có gì đó sai sai. Mau mũi hỏi Lục Sơn quân, tu hành đến bây giờ đã ăn được bao nhiêu người rồi? Lúc này không được sợ, mình phải mạnh mẽ lên một chút để mình hỏi dò hắn. Đây gọi là cách mà mình trả lời. Ồ, gì đây? Vừa nãy đã nghe thấy rồi đúng không? Ta phải trả lời thế nào để không mất đi cơ hội tốt? Nếu như lần này ngươi có thể giúp ta, ta hứa sẽ thả hồn ngươi về quê hương. Được, ta sẽ cố hết sức. Ha, hổ tinh này quả nhiên rất quan tâm đến việc tu hành. Lúc trước ta vào miếu sơn thần, hắn còn chưa ngủ dậy, mà lần này lại vì thương sĩ lầm ngăn cản. Người này làm việc theo bản tâm. Loại người này ghét nhất là lời nói dối, huống hồ hắn còn là cao nhân. Lục Sơn Quân, tốt nhất là ngài đến trả lời thành thật, không được cố ý gạt người để đạt được mục đích. Không dám lừa gạt tiên sinh. Từ khi Lục Sơn quân ta tu hành đến nay, đã lâu rồi không thể tiến bộ. Bất đắc dĩ, ta mới dùng thịt người để tẩm bổ. Ta đã ăn 53 người rồi. Nhưng ta ăn thịt người cũng giống như ăn chim ăn thú vậy.
cũng không có lạm sát. No bụng thì ta không ăn, ban ngày không làm phiền ta, ta cũng không ăn. Chỉ ăn thanh niên trai tráng, không ăn người già bệnh tật. Ôi rệt, ăn 53 người rồi ư? Lục Sơn Quân, ngươi rất quyết đoán. Nếu đổi lại là yêu thú khác, hẳn sẽ bảo là chỉ ăn có mấy người mà thôi. Rất tốt, cũng không phải là ta phải xem thường ngươi. Phải xóa bỏ đi suy nghĩ ăn thịt người của hắn. Ngươi chính là linh trưởng của muôn loài. Có lẽ yêu cho rằng ăn thịt người là bổ dưỡng nhất. Lục Sơn Quân, ngươi nghĩ thế nào? Nghĩ ra chưa? Sơn Quân đừng vội, Sơn Quân đừng vội. Có rồi, nhanh nói ngay. À, chỉ cần nói như vậy là được. Ngươi nói cho dù chúng ta có trả lời như thế nào thì nhất định cũng là sai sao? Chỉ cần hợp ý, hợp với ý muốn ban đầu, không bác bỏ là được. Đúng vậy, Sơn Quân cứ tin ta. Câu hỏi của tiên sinh làm tại hạ vắt óc suy nghĩ rất lâu. Từ lúc Lục Sơn Quân ta mở ra trình trí tỉnh này, cũng ở rất lâu trên núi Khờ Ngưu Khơi, ta ít khi thấy các loài yêu khác, cũng không biết suy nghĩ như bọn nó như thế nào. Nhưng mà đối với ta mà nói, quả thực ăn thịt người là rất bổ dưỡng. Nhưng mà câu hỏi của tiên sinh làm ta chợt cảm thấy không ổn. Xin tiên sinh dạy ta. Hỏi ngược lại mình sao? Nhưng mà rất đúng với ý của mình. Để cho ngươi biết trí tuệ của người hiện đại một chút nhé. Thường nói ngươi chính là vạn vật chi linh. Có cây cầm thú thành tinh bị người hấp dẫn. Nhưng con người cũng là sinh linh có tâm tình phức tạp nhất thế gian. Oán hận nhân quả dây dưa không ngớt. Yêu thú ăn thịt người lâu sẽ thành nghiện. Chúng cho rằng như vậy là có ích cho việc tu hành, nhưng lại sớm bị lệ khí quấn thân. Về lâu dài tịnh tiến thì có thừa nhưng không thể đột phá. Tích lũy ngày tháng càng làm cho tính tình hung ác che mờ lý trí, cho đến lúc trở nên điên cuồng. Đây chính là đạo lý tự chịu diệt vong. Mình thật sự có một sự kích động càng lúc càng muốn ăn thịt người. Bởi vì tu hành đã lâu, những người khác thì không rõ. Nhưng hắn lại nói được điểm này quả nhiên là cao nhân. Tiên sinh, có cách nào để cứu không? Đây có lẽ là điểm mấu chốt rồi. Nghe Lục Sơn Quân nói ăn thịt người không có lạm sát, no không ăn, ba ngày không ăn, người già bệnh tật không ăn. Trong các loại yêu thú là đáng quý nhất. Nói không chừng lúc trước Lục Sơn Quân không động vào tên ăn mày như ta cũng là ta nhận phần nhân tình này. Không dám, không dám, tiên sinh cao nhân, Lục Sơn Quân không dám mạo phạm. May mà lúc đầu không ăn cái tên ăn mày đó, chứ chút nữa thì phạm sai lầm lớn rồi. Phương pháp bổ cứu nói đơn giản thì đơn giản, mà nói khó thì rất khó. Tuyệt đối không phải một câu à không ăn thịt người mà thôi. Nhưng rốt cuộc đạo lý căn bản cũng không quá sâu sắc. Tu hành giống như cách làm người thân chính trực, tâm chính trực, đạo chính trực, đây chính là căn bản. Mình phải nói một câu có tính ép buộc, phải đè ép hắn triệt để. Đạo của trời, tổn hại có thừa mà tu bổ chưa đủ. Đạo của người, tổn hại không đủ mà tiếp nhận có thừa. Trước đây ngươi hỏi ta ngộ như thế nào, sau đó ngươi hỏi ta bổ cứu như thế nào, đều là đạo lý này. Lục Sơn Quân, ngươi cùng với kế mổ duyên phận đã cạn. Hôm nay ta đã nói nhiều rồi, không biết nó sẽ có phản ứng như thế nào đây. Muốn tìm đường chết rồi. Lại gần rồi. Lần này chết chắc rồi. Chuyện gì? Gió thổi lên. Vào luôn à? Ôi trời, nó bước tới rồi nè.
Lục Sơn Quân được tiên sinh chỉ điểm, ơn này sẽ không bao giờ quên. A Đầu, ngồi luôn. Ồ, thả ra. Tư sinh, ta đã từng hứa với người sẽ thả người đi. Người đi đi. Đa tạ. Không dám làm phiền tiên sinh nghỉ ngơi. Lục Sơn Quân cáo lui. À, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Ôi, trời cũng đã về khuya. Hổ Tình đi rồi. À, đại sư sao vậy? Đại sư uống chút nước đi. Uống nước đủ rồi, các ngươi không có mắt nhìn sao? Nhanh đặt cái chén xuống giùm với. Cầm chết trong tay hổ của Tình, xích chút nữa thì chết trong tay cá.
Vì ọc, thì ra trong bao tải là một con heo và một con dê sống sao? Nhìn bộ dạng của bọn họ cũng không xem là xấu xa. Cứ quan sát trước đã. Nếu như bọn họ có bản lĩnh thu phục được Lục Sơn Quân thì sao? Nghe người của Trấn Thủy Tiền nói, tai họa này đã dò ôn ao từ rất lâu rồi. Cho tới bây giờ, con cọp này đã ăn không ít người. Buồn cười nhất, có người trên Trấn Thủy Tiên này là do yêu ma náo loạn. Hoàng đường bọn họ cũng chẳng phải là khách thường lai vãng ở trong núi này nữa. Bọn họ đem theo không ít gia hỏa, võ lâm cao thủ ở đây có võ nghệ cao cường. Dù sao thì đối phương đã trở thành hổ tinh rồi, có đem theo bùa chú gì đó không? Nếu như có lục yêu tà thì càng tốt. Lúc tiểu phong ta còn muốn mở mang một chút kiến thức đó. Ai, có lý có lý. Ai, trên núi thật sự có yêu quái đó à? Ai. Tại hạ cực kỳ khâm phục cái chữ vị anh hùng đã đi đánh hổ. Trong lòng hiếu kỳ muốn nghe ngóng một chút. Chỉ có điều lúc ra trận giết địch bày mưu rồi mới làm vì dân trừ hại như vậy, có biết mấy hiệp sĩ đã lên kế hoạch gì chưa? Tên ăn mày này ăn nói rất tự tin, giọng nói chiếm 10 phần trung khí, cảm giác không đơn giản. Trưởng bối thường dạy rằng ra ngoài không được nhìn bề ngoài mà đoán phẩm chất và năng lực. Nghe nói cọp ăn thịt người chỉ đi lại lúc đêm khuya. Chúng ta dự định dùng heo và dê núi sống làm mồi thử giữ trên núi, sau đó dụ dỗ mạnh hổ xuất hiện vào ban đêm rồi cùng nhau xông ra tấn công. À, chỉ vậy thôi sao? Như vậy chẳng khác gì đánh trực diện rồi, không có chút thủ đoạn khác nào à? Nhưng cái đám người này tự tin như vậy đúng là tự tìm phiền phức cho mình mà. Mình phải khuyên bọn họ nhưng không thể nào gây ra tâm lý đảo ngược cho bọn họ được. À, tốt tốt tốt. Nhưng mà tại hạ có một sự hoài nghi. Nếu như trong núi này không phải là mãnh hổ bình thường mà là yêu vật đã thành tinh, thì các vị có nắm chắc phần thắng trong tay không? Yêu quái, thật hay giả vậy? Trên Trấn Thủy Tiền cũng có người nói như vậy. Tên ăn mày này, ngươi đừng có cố ý tỏ vẻ huyền bí với bọn ta. Ta biết tùy tiện mở miệng khuyên bảo các người khiến các người chán ghét, nhưng ta quan sát các ngươi đã lâu rồi, thấy các ngươi thực sự có ý chí anh hiệp trượng nghĩa. Các ngươi có thể làm nhiều chuyện khác giúp cho muôn dân khắp thiên hạ, không đáng mất mạng ở chỗ này. Ta nhịn không được mới mở miệng thôi. Ăn mày à, không, ý tốt của các hạ ta xin nhận. Nhưng nếu như chúng ta đã xé cáo thị rồi thì đương nhiên phải cố gắng hết sức để thử một lần. Nhưng chúng ta thực sự gặp bất trắc cũng không trách người khác được. Nói không sai, không phải chỉ là tiếng tăm thôi sao? Cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng vậy, vậy thì mất mặt lắm. Ôi địch, ngược lại khiến bọn họ có ý chí đấu hơn à? Mà thôi, không nên tốn sức làm gì. Hy vọng đêm trước việc bản thân lừa Lục Sơn Quân vẫn còn có chút tác dụng. Thời gian đã tới rồi, xuất phát. Rất là hàng mẫu. Ê mày, đợi tin tốt của bọn ta nhé, ông mày. Quay về sẽ đưa người cùng xuống núi. Này đại ca, chờ chút đã nào. À Lục Tiểu Hiệp, nếu gặp nguy hiểm, ngươi hãy hô to là quen biết kế tiền sinh. Nhớ đấy, nhớ lấy nhờ. Ý của tên ăn mày này là cái gì vậy? Thừa Phong nhanh đi đâu? Đến đi. Chính là ở đây. Đem lợn và thả dê ra để chuẩn bị đi. Được. Một con lợn và một con dê. Trời ơi, núp lên cây hả? Ai, đã trôi qua lâu như vậy rồi, mạnh hổ có đến không vậy? Hả? Wow, chuyện gì vậy? Một cái gió lớn vậy? Bè. Ôi, nguy hiểm quá. Xuất hiện rồi. Trời ơi, con hổ khổng lồ vãi chưởng. Con heo chỉ có chút xíu thôi. Cái đầu mạnh hổ to quá. Tại sao mạnh hổ này lại không ăn? Có thú vị, võ giả phàm nhân. Nếu như đã đến tìm cái chết, có lẽ cũng không tính là vi phạm lời mà tiên sinh dạy bảo nhỉ? Mạnh hổ này? Hả? Thực sự đã thành tinh rồi. Nếu như đã tới rồi, thì đến chơi cùng ta đi. Tôi chết. Quỳnh gãy kiếm máu không một đứa khốn khốn kiếp một cái đuôi quất một cái giằng luôn ta liệu với ngươi. Sáu đứa. Mấy người này chỉ là võ giả bình thường của chỉ là người dân bình thường thôi, chút sức mạnh thôi chứ không phải tu tiên gì hết. Lạc sư mũi. Hổ tình, thả lạc sư mũi ra ngay. Rao tiếng.
Tỉa đã hết rồi. Có gì? Tiếng gạo này lại khiến mình không thể nào giúp dích được. Một phát. Gãy cả kiếm, gãy hết rồi. Gãy cả tay luôn. À... chết. Võ giả nhân thế này cũng là lần đầu tiên mình gặp đó. Nếu như không phải trước đó do tiên sinh dạy bảo, thật sự rất muốn nếm thử mùi vị thịt của các người có ngon hơn không đó. Đáng tiếc, tiện nghi cho đám suối ở trong núi rồi. Đây căn bản không phải là sự tồn tại mà chúng ta có thể chống lại. Sẽ là toàn quân sẽ bị hủy diệt mất thôi. Lục Tiểu Hiệp, nếu gặp nguy hiểm, hãy hô to quen biết kế tiên sinh. Hãy nhớ lấy. Bọn ta quen biết kế tiên sinh. Hả? Dừng rồi. Kế tiên sinh, các ngươi đã đi qua miếu thần Sơn ư? Đúng vậy. Trong miếu có một tên ăn mày. Trước đó hắn khuyên chúng ta đừng tới đối phó cái con cọp ăn thịt người kia. Con nói nó đã sớm thành tinh. Bọn ta không hề nghe. Hắn bảo nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm, bảo ta hô là quen biết với cớ tiên sinh. À, nếu như lời nói mà tiên sinh nói lại, đương nhiên ta sẽ cân nhắc cẩn trọng. Thế nhưng ta cũng không rõ người có đang gạt tay không. Mang ta đến miếu thần sơn để ta trực tiếp hỏi ý kiến của kế tiên sinh đi. À, bọn họ có thể may mắn thành công không? Hy vọng là như vậy đi. Ủa, về rồi sao? Không đúng, còn có. Đây là... cái tình khốn kiếp ôi địch đem Lục Sơn Quân về luôn sao? Lục Sơn Quân bái kiến tiên sinh. Cái tình hố tinh này lại hành lễ với tình ăn mày ư? Hả? Phải dùng miệng để xử lý thôi. Lục Sơn Quân không cần đa lễ. Thân thể kế mổ đang có vấn đề, mong ngài tha thứ vì không thể gặp mặt được. Không dám quấy rầy tiên sinh, lần này đến trong lòng Lục Sơn Quân còn có một thắc mắc, mong tiên sinh giải thích giúp ta. Nói đi, lần trước tiên sinh dạy bảo ta làm ta hơi có chút ngộ ra, tu hành như làm người, bản thân không làm điều ác, không được lười bướng tu đạo, trong lòng thì cần phải suy nghĩ thông suốt. Tối nay chính người này bố trí mai phục muốn vây giết ta, người khác đã có lòng muốn giết ta, ta có thể tự giết bọn họ cũng không lo lắng đến đạo trong tâm của mình. Vì sao tiên sinh lại nhắn muốn cứu bọn họ chứ? Hồi địch, cái lão hổ tinh nhà ngươi, năng lực lĩnh ngộ này có phải là mạnh như vậy không hả? Mình phải cho hắn một đáp án thích hợp. Nếu không, hậu quả sẽ rất rất khó lường. Đầu tiên phải nghĩ theo câu chuyện của Lục Sơn Quân, không có học sinh nào mà không thích được thầy khen cả. Nói một hiểu ba, nghe vậy mà dừng giết chóc. Chứng tỏ ngộ tính của Sơn Quân rất tốt, lại có năng lực thực hành rất đáng khâm phục. Những người này tại sao lại đi vào trong núi để săn hổ? Xét về cơ bản là do trước kia Lục Sơn Quân ăn thịt người trước, sau đó hiệp sĩ mới lên núi. Đương nhiên, người muốn giết ta cũng có thể giết người. Nếu đưa cổ ra cho người khác giết, không phải là bị ngu sao? Nhưng mà bọn họ không giống như những thợ săn lấy da cọp, lấy xương cọp về nấu cao. Bọn họ lên núi săn cọp cũng không phải là vì lợi ích cá nhân, mà là vì muốn trấn an lòng dân. Biết trên núi có cọp nhưng vẫn lên trên núi. Loại người này Sơn Quân cho rằng thế gian có bao nhiêu người. Nghĩ lại lời nói của tiền sinh, nói cũng không nhiều lắm. Giống như Yên Phi, đám người Lục Thừa Phong đều là thiếu hiệp giang hồ. Tuy tuổi trẻ lông bồng, thế nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt ý định ban đầu. Đến một lúc nào đó bọn họ sẽ trở thành người thanh tẩy chốn giang hồ, cũng không phải là chuyện không thể. Sơn Quân giết họ không sai, nhưng thế gian này ít đi vài vị nghĩa hiệp. Võ công của vài vị thiếu hiệp vững chắc, nhưng đối với Sơn Quân mà nói chỉ là trò đùa. Vì vậy ta mới hy vọng Sơn Quân thủ hạ lưu tình. Kế mổ một đặt ra hiệp ước thú vị với Sơn Quân, không biết Sơn Quân có đồng ý hay không. Mời tiên sinh nói. Lần này chính người này làm việc nghĩa, nhưng không có nghĩa là sau này bọn họ còn giữ được phẩm vận phẩm hạnh đoan chính. Sơn Quân không ngại làm chứng. Đợi đến lúc nào đó có người trong 8 người này trở thành kẻ ác phản loạn, thì do ngươi xử lý. Nếu nuốt lời, ngươi có thể thay trời hành đạo. Nếu như có người thực sự trở thành một đại hiệp nhân nghĩa, hành động hôm nay của Sơn Quân đủ để bỏ qua tội ác ngày xưa, cũng là công đức lớn lao. Đây là tâm chính trực, ý niệm thông suốt. Wow, không ngờ cái con hổ này lại thâm thúy như vậy, là hiểu được câu nói đó. Ý là
của kế tiên sinh là Lục Sơn quân ta vẫn có hy vọng thay đổi hình dạng. Nếu không thì làm sao có thể hành tẩu chốn nhân gian để thực hiện hiệp định? Thay vì nói tiên sinh muốn cứu 8 người đầy chi bằng nói rằng tu hành như làm người, thân chính trực, tâm chính trực, đạo chính trực, đạo của trời tổn hại có thừa mà tu bổ chưa đủ. Đạo của người tổn hại không đủ mà lại tiếp nhận có thừa. Tiên sinh mượn 8 người đây đã tiện nói rõ một trận cơ duyên cho mình, giúp bản thân mình hiểu được thông suốt rồi. Lại được nghe tiên sinh dạy bảo, Lục Sơn quân cảm tạ. Mệnh lệnh của tiên sinh Lục Tương quân, Lục Sơn quân ta đương nhiên tuân theo, chẳng biết có cần ta đưa bọn họ xuống núi hay không. Không cần, không cần, ta không cần, chúng ta có thể tự xuống núi, để cho bọn họ tự trở về cùng tốt. Thế gian có thành kiến rất sâu với các loại yêu. Lục Sơn quân, ngươi trở về núi tu luyện đi, nhìn nó dọ cho mấy đứa bé kia sợ rồi. Hôm nay Lục Sơn quân lại được tiên sinh chỉ bảo, tạm thời cũng không có thời gì, không có gì để báo đáp, nhưng Lục Sơn quân có thể giúp mấy vị thiếu hiệp kia giữ chút thể diện. Hôm nay các ngươi xuống núi cứ nói ra bên ngoài, con cọp ăn thịt người trong núi đã đền tội rồi. Từ nay mọi người không cần lo lắng bị con cọp trên núi ngâu khơ ăn thịt nữa. Nhả ra. Cái gì đây? Đây là cái xác của một con khác. Cửa tiên sinh, đệ tử cáo lui. Trời ơi, đúng là hổ thành tinh có khác, bay như tiên vậy. À. Mẹ ơi, cuối cùng cũng đã lừa được nó rồi. Ý, chuyện gì vậy? Ủa, tình huống gì đây? Đa tạ cái tiên sinh ra tay cứu giúp. Trước đó thật hối hận vì đã không nghe lời của tiên sinh khuyên giải. Bọn ta xin ghi nhớ ơn cứu mạng ngày hôm nay. Nhưng bạn đồng hành của chúng ta đang bị thương rất nặng, cần phải đi chữa bệnh. Tiên sinh có muốn xuống núi với chúng ta không? Thân thể của ta có bệnh, nếu như thuận tiện các vị sẽ đi cùng, tất nhiên sẽ đi cùng các người xuống núi. Chỉ đợi câu nói này của người. Không ngờ thế gian này thật sự tồn tại yêu ma quỷ quái. May mà có cao nhân bên ngoài cứu giúp. Trước đây có ước mơ là làm một đại hiệp nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng bây giờ vì ước định của kế tiên sinh, ngược lại trở thành mục tiêu phải đạt được. Canh tư rồi, đỡ phòng củi đốt, đỡ phòng khói lửa. Ngày hôm qua ta có nghe nói mấy người giang hồ đi lên núi giết cọp. Ta nghe lão thợ săn bán hành nói trong núi không phải là có một con mãnh hổ đơn giản đâu, mà là có 8 phần là hổ thành tinh đó. Chính những lão thợ săn kia còn không dám ở lại trên núi buổi tối nữa mà. Có phải ai cũng nói quá thực sự rồi không? Quá sự thật rồi không? Thà tin rằng có còn hơn không. Ồ, bên kia có người. Ồ, kia là gia hổ. Tin tức con cọp hung ác ở trên núi Ngưu Khơ đã đền tội được truyền ra ngoài. Trước tiên huyện nha nên an phái bộ khoái quan sai đã điều tra và đem Lục Thừa Phong, Cớ Duyên và những người khác đi huyện thành Ninh An. Miếng da hổ trắng được các hiệp khách tặng cho huyện nhà Ninh An. Hiện lệnh Ninh An đã đem tiền thưởng 80 lượng bạc ghi trên cáo thị ghi lại cho mấy vị hiệp sĩ, sau đó mua lại cái miếng da hổ trắng này đáng giá này. Người xem, miếng của con hổ này to hơn cả cái đầu của ta đó. Quá tàn ác rồi. Ai, nhưng mà vết thương này của mấy người đó rất nặng à. Đồng đại phu trong huyện giỏi nhất về y thuật đã nói rằng may là cao thủ giang hồ, nếu không thì đã chết sớm rồi. Lục tiểu hiệp, vết thương của mấy vị bằng hữu của người như thế nào rồi? Bẩm cái tiên sinh, đều là vết thương ngoài da, không có gì trở ngại lớn, ngoại trừ đố hoành gần đây của hắn đã bị gãy nát, không thể luyện công được nữa. Có tiên sinh ngài có thể giúp đỡ hoàn thành. Ai, thật đáng tiếc, kế mổ không giỏi y độc, nhưng nếu như qua được khó khăn lần này thì Đỗ thiếu hiệp tiền đồ sẽ rộng mở lắm đó. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Có tiên sinh, bọn ta đã làm theo ý như ngài nói, không để lộ tin tức của ngài ra ngoài. Trong huyện đâu tưởng ác hổ đều là do bọn ta trừ khử, nhưng mà tiền thưởng 150 ngân lượng và miếng da hổ này ngài phải nhận lấy. Được, vậy ta không từ chối nữa, dù sao trên người ta cũng không có một xu dính túi, vẫn rất cần đi nó. Kế tiên sinh, Lạc Hà Sơn Trang tam chủ trang chủ đang tìm Lạc sư muội, ngày mai chúng ta rời khỏi huyện nên an rồi, ngài có muốn đi cùng với bọn ta không? Không đâu, kế mẫu vẫn thích yên tĩnh một chút, muốn ở nơi này định cư vài ngày. Bây giờ mình không hiểu biết về cái thế giới này, tốt nhất là không nên đi lung tung. Vừa nãy nghe ngóng được, bình thường chi tiêu mỗi năm là vài lượng bạc, mua nhà là mấy chục lượng. Dân phong ở huyện thành này khá là thành thật, quan phủ mẫu cũng không tồi, hay là ta mua một căn nhà ở đây nhỉ? Vậy ta sẽ đem tiên sinh đi tìm nhà để ổn định lại chỗ ở vậy. Làm phiền Lục tiểu hiệp vậy. Nếu như đã không thể quay về được thế giới bộ ban đầu nữa, vậy thì cứ tiếp tục sống ở đây vậy. Hai vị tiên sinh, đây là căn nhà thứ ba mà hôm nay ta đem ngài đi xem rồi đó. Một căn nhà nhỏ yên tĩnh, đi vào sân nhỏ có giếng nước. Đây chính là đã lâu không có người ở rồi.
Trong sân có cậy là cái gì vậy? À, ngài nhìn ra sao? Kẻ hèn mọn này có tính giác nhạy bén. Cái cây muốn lặn mà gió chẳng ngực. Tiền trình đó là một cây táo, nhìn thì thấy số 5 tuổi không nhỏ. Đúng đúng đúng, một cây táo và mùa thu có thể ăn rất nhiều táo ngon. Căn nhà này không những rộng rãi, còn rẻ nữa. Chỉ cần gấp 36 lượng bạc. À, tiên sinh có hài lòng không ạ? Rẻ như vậy sao? À, tầng 1, nhà một tầng trước đó đã có 20 đến 30 lượng bạc rồi. Nơi này có 36 lượng bạc thì quá rẻ rồi. À, tiên sinh cũng không biết đó thôi. Chủ nhân trước của ngôi nhà này đã qua đời, bây giờ lại thuộc sở hữu của quan phủ, cộng thêm chỗ này tương đối xa nên vẫn chưa bán được. Ồ, nếu như ta muốn mua cũng phải tự đi tới huyện nhà sao? Tiên sinh quyết định mua rồi sao? Trạch viện tiện nghi lại lịch sự tào nhã như vậy, vì sao lại không mua? Bất quá có chút bụi bặm, dọn dẹp một chút hẳn sẽ tốt hơn. Tiên sinh, ngài thật tình mắt, hay là nhân dịp trời còn sớm chúng ta cùng lên huyện nhà lấy khế ước mua bán nhà đất về đây. Cái tiên sinh, ngài hành động không tiện, để ta đi giúp ngài lấy rồi là được rồi. Vậy thì làm phiền Lục Tiểu Hiệp rồi. Lục Tiểu Hiệp, ngươi là ân nhân của huyện Ninh An chúng ta. Ta nói thật cho ngươi biết, căn nhà này kiên cố, 7 năm có 3 người mua, không phải bệnh chết thì cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái gì? Đây là ngôi nhà ma sao? Ta quên mất chuyện này. Trạch viện tiện nghi lại lịch sự nhỏ nhã như vậy, vì sao lại không mua? Bất quá có chút bụi bặm, dọn dẹp một chút ẩn sẽ tốt hơn. Có chút bụi bặm, dọn dẹp một chút sẽ tốt hơn. Cái gọi là nhà ma nếu như là thật thì có tiên sinh còn không nhìn ra sao? Nếu như là giả vậy thì không có vấn đề gì. Vậy thì ta lấy tờ giấy về trước đã. Chờ chút. Tại sao lại để mình gặp phải? Nếu như lúc đó mình không đi vào, không ngứa tay mà đánh cái con cờ đó thì có thể sẽ không... Chuyện gì thế này? Ôi mày nó, hiện tượng thần kỳ sau khi Lục Sơn Quân đi lại xuất hiện nữa rồi. Thì mấy ngày nay đã thử vài lần các kiểu tư thế, không ngờ bây giờ lại xuất hiện nữa rồi. Nhưng mà vấn đề này là, như vậy có thể làm được gì chứ? Đã thông hai mạch nhầm đốc rồi, mình không thể cảm nhận được sự thay đổi được trên cơ thể. Hả? Chuyện gì vậy? Wow, tự nhiên hút vào giống như một cái con cờ vậy. Cái tiên sinh là ta, Thừa Phong đây. Vào đi. Cái tiên sinh, trạch viện kia ta đã mua giúp ngài rồi. Đây là khế ước mua bán và chìa khóa. Đa tạ Lục Tiểu Hiệp. Từ kiếp trước cho đến bây giờ, cuối cùng thì mình cũng đã có một ngôi nhà đầu tiên trong cuộc đời này rồi. Ha ha. Có tiền xịt, tạm biệt. Có duyên sẽ gặp lại. Ai, tạm biệt cái đám người đó có chút vô vị ha. À, tiên sinh, ngài mặc bộ này thật là đẹp. Không ngờ mình lại mặc bộ đồ cổ trang hợp như vậy chứ. Ông chủ, dụng cụ. Đến ngay cả y phục tôi mới mua ở tiệm bên cạnh, có thể đưa về cái chỗ tôi có được không? Xin hỏi tiên sinh ở đâu? Thiên Ngưu Phường, căn nhà nhỏ yên tĩnh. Hả? Nơi đó là... Sao thế? Không có gì, không có gì. Ta lập tức phái người đưa qua đó ngay. Ồ, cái miệng giếng này có cảm giác có chút không thoải mái. Tiên sinh, y phục và vật dụng của ngài đều đặt ở kia. Bọn ta cáo từ trước nha. À, các vị vất vả rồi. Ồ, căn nhà này chính là... Đừng nói nữa, đi nhanh thôi. Ông chủ của tiệm này và mấy người khác nhắc tới nơi này nhưng lại không dám nói ra. Lẽ nào... là có gì uẩn khúc ở đây sao? Vào điện luôn. Canh ba, báo giờ, bình an vô sự. Là kiểu giống như gõ kẽn đêm khuya. Ôi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cứ cảm giác càng lúc càng lạnh gì vậy này trời? Ôi, hay là trăng quá mỏng đây. Ủa, âm thanh gì vậy? Ôi trời ơi, viên đá đè lên mà không xi nhê. Cái gì đang chạy ra vậy? Ủa, đáng sợ quá đi. Ta không thích coi chuyện ma đâu đó. Kia là hòn đá đè phía trên tấm ván gỗ ở miệng giếng bị rớt xuống dưới đất rồi sao? Ôi, một cái luồng khí gì thế này đen kịt từ trong miệng giếng ra. Không lẽ mình xui xẻo vậy sao? Ôi chết tiệt, cái tình dạng thường chết tiệt. Làm sao bây giờ? Đây có lẽ là lệ quỷ rồi. Hoài gờ quá, những con mắt đầy trên người. Phải nhanh chóng chạy tốt ra ngoài thôi. Nhưng mà lỡ chạy không tốt thì sao? Rất có thể sẽ chết đó. Ghê quá. Ôi, nó đang hút dương khí của mình sao? Tôi chết càng lúc càng khó thở rồi. À, nó hút dương khí. Vậy tính là con ma này là thuộc dạng ma nữ đó. Thì cái loại hổ tinh đó còn không sợ, chẳng lẽ mình phải chết ở đây một cách không rõ ràng như vậy sao? Con mẹ nó chứ, ta không cam tâm. Ván cờ, con cờ đó, nhanh, làm cái gì đó đi. Ta không cam tâm. Cút đi cho ta. Hí, một chiếm, một điểm. À... Rồi, xử lý xong chưa?
Wow, trời ơi, dân của con ma đi luôn kìa. Mà bây giờ chỉ còn lại có 3 mắt thôi. Chạy rồi. Ô, nó lại chui xuống giếng rồi. Thành Hoàng Phủ. Thành Hoàng. Giả Tấn Du ở đâu? Nhanh đến giếng tỏ hồn ở Thành Nam phường Thanh Nghiêu điều tra. Tuân lệnh. Giả Tuần Du. Tụi hai người này là gì? Đầu trong mặt ngựa chắc ở dưới Đâm Phủ rồi. À, lệ quỷ kia bị đánh bay ra ngoài, xem ra là bị dọa rồi. Ơi, tay phải tê quá, nhưng mà có lẽ cơ thể không có gì trở ngại lớn. Chỉ bằng tranh thủ lúc này trực tiếp bỏ chạy cho rồi, chưa chắc lần sau sẽ gặp lại gặp may như vậy đâu. À, ớt cư ăn tiểu cát vậy mà lại có phàm nhân vào ở sao? Ui trời, lại gặp quỷ nữa. Quái lạ, không ngờ rằng lệ khí trên cái giếng tỏ hồn này lại tiêu tán hơn một nửa rồi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Khí tức của lệ ác quỷ hung linh kia không ổn. Hơn nữa, nơi này bố cục phong thủy vẫn chưa bị phá, lệ quỷ kia có lẽ là không thể trốn thoát được chứ. Nếu như vậy đây chính là cơ hội trời ban để giết nó. Bọn họ cho rằng mình không nhìn thấy bọn họ sao? Người canh giữ miệng giếng, ta phải nhanh chóng báo cáo với Thành Hoàng đại nhân. À, có nghĩa là hai đứa này là có thể là quỷ sứ ở dưới phủ. Còn Mẹ Chính thì vẫn có thể thấy được, nhưng mà hai người kia cứ nghĩ là Mẹ Chính chẳng thấy. Cho nên cứ nói chuyện tự nhiên. Cái giếng trong sân này có lẽ là đang khóa một quỷ vật nào đó. Hai gã đến đây có lẽ là âm sai dưới trướng Thành Hoàng ở huyện Ninh An. Mà Thành Hoàng này lại là thật ư? Vậy ở đây còn có thần tiên Phật tổ sao? Hay nói như bọn họ đã tới rồi, vậy thì mình cũng không cần chạy nữa đâu nhỉ. Dù sao đã tiêu hết 36 lượng bạc rồi. Hay. Hơn nữa, hàng yêu phục ma, ai mà không muốn mở mang kiến thức chứ. Thôi, kệ nó đi. À, hay là mình có nên chào hỏi hắn một chút không ta? Bỏ đi, tốt nhất là không nên để lộ thân phận bản thân. Người này tại sao lại không đi ngủ chứ? Hay sợ bị âm khí ở đây làm tỉnh giấc rồi ác mộng đến mất ngủ hả? Ồ, cái mùi này là mùi của đàn hương trong miếu mà. Thành Hoàng của huyện Ninh An tới rồi sao? Ui trời ơi, gì mà kéo đông dữ vậy? Bộ truyện này có vẻ hấp dẫn nhờ. Mình coi mình cảm thấy hấp dẫn cực kỳ á. Lôi cuốn quá. Bái kiến Võ Phán đại nhân, Tướng Thiện đại nhân, Cứu Tế đại nhân. Trận chiến này cũng quá lớn rồi đây. Đây chính là phàm nhân mới vào ở Cư An Tiểu Cát ư? Có gì khác thường không? Bẩm Võ Phán đại nhân, người này bị lệ khí xâm nhập nên khó ngủ, cũng không có gì khác thường. Lệ khí chi khí, lệ sát chi khí ở nơi này quá nhiên là đột ngột giảm xuống. Đã xảy ra chuyện gì sao? Võ Phán, hung quỷ này tối nay không ngừng thở. Mặc dù không biết nguyên nhân, ta nghĩ là đã bị thương không nhẹ. Bẩm chư vị đại nhân, ở gần phường Thiên Ngưu cũng không có gì khác thường lắm. Chẳng lẽ có vị cao nhân nào đó đã đi ngang qua nơi này, tiện tay giúp đỡ huyện Ninh An một chút à? Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, đợi chúng ta hàng phục nó xong thì lại điều tra thôi. Phạt ác. Thời gian không đợi chúng ta, nếu chậm trễ nữa thì sẽ phát sinh ra biến cố. Cửu Tế. Đúng vậy. Tướng Thiện. Tất cả các sai dịch chuẩn bị tỏa hồn trận. Câu sứ hồn giả, câu hồn sứ giả nghe lệnh, chuẩn bị buộc hồn tỏa lợi tư hầu. Tướng Mệnh. Quà ra tay rồi sao? Nhưng mà thứ ở trong giếng có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Hơn nữa cũng không có người nói là mình phải rời khỏi đây mà. Chuẩn bị. Chà, quà đây chính là tỏa hồn trận gì đó sao? Tối này chính là ngày chết của ngươi. Câu hồn sứ giả ra tay. Trời ơi, 4 câu hồn luôn mà chạy lại bắt không được. Lên. Trối rồi. Khóc à. Ý, cái quần què gì thế này? Trời ơi, cái này là cái thứ vừa nãy sao? Ý, đáng sợ quá. Ý. Trời ơi, đánh nhau. Chém. Chém. Né được rồi, mày quá. Nghiệp trước, tối nay người sẽ hồn bay phách tán. Ra chiêu. Chà, kéo đông dữ vậy. Một phát. Không biết cái con quỷ vật này là gì đây. Ôi, biến rồi. Wow, uy lực lớn quá. Cuối cùng đã biết bảo vệ quần chúng xung quanh rồi sao? À, lạ thật, thị lực của mình nhìn không rõ những vật bình thường à. Lại có thể nhìn rõ những thứ không nên nhìn nữa chứ. Xem ra cái con quái vật này cũng nên nghỉ ngơi rồi. Tiếng cười lên của ma quỷ. Ôi, những cái bàn tay. Thôi sao mày chín rồi. Chập. Không ổn rồi. Chập. Ôi, lại không thể chém đứt sao? Chết. Ui, ma vật mạnh gì. Tôi xong nữa rồi, đứt dây luôn. Ghê quá. Ôi,
cái tỏa hồn đó bị mở ra rồi. To con. Thu. Ừ. Đúng rồi, bốn ông quan sai này đâu phải dạng vừa. Ồ, xé rách ra rồi. Vùng vẫy à. Ý, đáng sợ quá đi, những con mắt này là sao? Cái thứ này sao lại mãnh liệt như vậy? Nếu như vừa nãy là như vậy thì mình chưa ra tay thì trong nháy mắt là chết bất đắc kỳ tử rồi. Ôi, chịu chết đi, yêu vật. Úi trời ơi, nó cắn kìa, chút nữa, nguy hiểm quá. Ây da. À, đây là tiếng của yêu vật đó. Ý, vốn chỉ muốn xem phim hay, ai biết được lại gặp chuyện giữa chừng như vậy. Ây, không được, không được, mình không thể ngồi được rồi. Không an toàn cho lắm. Nhanh chóng chuồn thôi. Ý, tôi chết, bị nhìn thấy rồi. Ôi, à, con yêu vật này nhìn thấy, tưởng là Man Chính, tưởng là nó sẽ tấn công. Nhưng không ngờ là cái con này nó lại sợ Man Chính mới đúng. Ôi, sợ rồi. À, có sợ hở, ra tay. Bắt tiếp rồi. U Thuần Hoàng, Hoa Trần Đồng Quang, Cụ Tà Phước Mỹ, Triệu Kiến Bác Hoàng. Các âm sai, lớn cho ta. Tính ra âm sai cũng hơi yếu đấy. Cả đám mà bắt không nổi một con đó. Tấn công. Trời ơi, yêu vật gì mà đáng sợ quá. Chia lại. Tan biến. Chỉ còn lại mỗi con mắt. À, còn lại mỗi cái nịt. Oh, may quá. Bên Chính Nghĩa thắng rồi. Ý. À, thôi chết cha. Đây là đang muốn làm cái gì vậy? Mình không nên nhìn thấy, tứ không nên nhìn, giết người diệt khẩu thì sao? Chúng ta có mắt như mù, đã không biết thân phận của cao nhân. Ồ, đa tạ cao nhân cứu giúp. Hả? Mình định nói cái gì đây? Nhưng mình có biết làm cái gì đâu, mình đã làm cái gì đâu. Trước đó còn đang nghĩ có cao nhân nào đi qua vạch trần chỗ ở của tà vật, không nghĩ đến cao nhân lại một mực ngồi ở bên trong sân. Có thể nói là không nên nhìn vào bề ngoài mà đánh giá người khác. Góc nhìn của võ phán. Chà, mình chẳng điều cái kiểu như điềm đạn á. Có lẽ cao nhân không muốn bị làm phiền, bọn ta xin cáo lui trước để về bẩm báo với Huần Thanh Hoàng đại nhân. Không nên làm phiền cao nhân nghỉ ngơi, bọn ta xin cáo lui. Rồi, nó đi hết rồi. À, nếu tiếp tục như vậy thì cái ngày nào đó mình có lên cơn đau tim mất. Ôi, bây giờ giếng không có cảm giác đáng sợ âm u nữa. À, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Mở cửa ra. Wow, một giấc ngủ buổi chiều luôn, thiệt là đã. Ý, cái giếng đáng sợ quá đi. Nhớ lại kích cảnh hồi tối, vẫn nên đi ra ngoài lấy nước rửa mặt thì tốt hơn. Phường Thiên Ngu, đây là những cái giếng công cộng. À, tối qua các người có nghe thấy gì không? Có một tiếng gào thét thật là đáng sợ đó. Hình như ở bên cư An Tiểu Cát tối qua có động tĩnh không nhỏ. Xem ra là có người vào trong đó ở nữa rồi. Vì lão bách tính cũng bình tĩnh thiệt đó. Xem ra những động tĩnh sau này lúc sau của đêm qua đã bị trận pháp che giấu hết rồi. Và đây là ai vậy? Trông cũng thật là đẹp trai ghê. Chưa gặp qua bao giờ, đến đây lấy nước. Có lẽ là ở gần đây hoặc là ở phường Thiên Ngưu. Không biết nữa. Thích quá đi, được gái khen lọc sướng à. Ui. Ui da. À, hay đúng là tiên sinh, là một tiên sinh lịch sự. Mẹ nó chứ, mất mặt quá đi. À, gánh nước cũng không đơn giản nhỉ. Hay hình như mắt của người kia không được tốt cho lắm. Đúng vậy, vừa nãy ta thấy kỳ kỳ, sao con mắt lại có màu xám này chứ. Như vậy rồi hắn còn tự đến gánh nước sao? Vị đại tiên sinh này, để ta giúp ngài gánh nước nha. Doãn Thành. Hả? Lại có thể nhìn rõ được sao? Theo như kinh nghiệm trong mấy ngày gần đây thì những gì mà mình nhìn thấy không phải là nhân vật bình thường. À, nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì vậy? À, con tên là Doãn Thành, đã 12 tuổi, thường xuyên gánh nước giúp gia đình, con rất khỏe đó. Vậy thì cảm ơn nha. À, không có gì, không có gì, để con đổ thêm nước vào cho ngài, rồi cùng chúng ta cùng nhau đi. Cư An Tiểu Cát. Hả? Đại tiên sinh, ngài sống ở đây sao? Đúng vậy, ta ở chỗ này hôm qua mới chuyển đến. Sao vậy? Tiểu Doãn không muốn giúp kẻ mù này gánh nước đi vào nữa sao? Đại tiên sinh à, nơi này cha mẹ con không cho bọn con tới gần. Các hàng xóm đều không biết khuôn vật trong ngôi nhà này đã bị giết rồi à? Đi rồi, để đòn gánh và thùng nước ở bên ngoài cửa là được rồi. Ta sẽ tự mình mang vào trong. Đại tiên sinh, ngài không nên ở lại đây đâu. Ở đây, gọi ta là kế tiên sinh là được rồi.
Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có lòng nhiệt tình như vậy rất đáng quý. À, còn về phần cái cư tiểu an này, an cát này, ngươi không cần lo lắng nữa. Ta đây không sao cả. Trở về đi, đừng để cho người nhà lo lắng. Vâng, vậy chào các tiên sinh, con đi đi ạ. Nhật Tuần Du tả quan dưới trướng thành hoàng của Hiện Ninh Đàn bái kiến kế tiên sinh. Nhật Tuần Du, tìm ta có việc gì? Thành hoàng đại nhân mời kế tiên sinh tới miếu thành hoàng một chuyến. Nếu ngài đồng ý thì có thể đi ngay bây giờ. Bây giờ đi gặp thành hoàng ở Huyện Ninh An ư? Xin Nhật Tuần Du chờ cho một lát, để ta chuyển hai cái tung nước này vào bên trong đã. Xin kế tiên sinh cứ tự nhiên. Làm phiền Nhật Tuần Du dẫn đường phía trước. Kế hẹn này mới tới huyện Thành An nên không biết miếu thành hoàng ở chỗ nào. Chuyện này xin kế tiên sinh cứ xin mời đi bên này. Thái độ này cũng quá tốt rồi đi. Ngại quá đi, mình cũng không phải là nhân vật lớn gì. Ủa? Đi các mình à? Ý, đáng sợ quá đi. Bộ dạng hắn vừa đi vừa nói chuyện với người nào đó, sợ là đang nói chuyện với quỷ rồi. Ý, quỷ ở trong cư an tiểu cát đi theo hắn rồi, sợ quá đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bên kia có một tiên sinh, ngài ấy với quỷ. Doãn Mẫu, lớn tiếng rồi nói chuyện hấp tà hấp tấp, còn đó thể thống gì nữa. Doãn Triệu Tiên, cha ở nhà. Thanh Nhi à, cha con được mời về làm phu tử của trường học tư thục mới xây dựng trong huyện rồi. Phu tử thật hả? Lúc nào thì bắt đầu thế à? Đương nhiên là thật rồi. Mặc dù con cần thêm vài ngày nữa nhưng mà sẽ không lâu nữa đâu. Đến lúc đó con cũng cùng cha đến trường ráng đọc sách thánh hiền, sau này lập công danh mới là con đường sáng lợn. Dạ. Đúng rồi, lúc nãy hốt hoảng có chuyện gì thế? Cha, cư hang tiểu cá kia lại có người sống rồi, và có một tiên sinh ôn hòa dừng, nhưng ngài ấy nói chuyện với quỷ đó. Không được nổi linh tinh. Làm sao con biết? Dạ, lúc nãy trên đường nhìn thấy cái tiên sinh gánh nước, mắt của ngài ấy không tốt nên con giúp ngài ấy gánh nước. Ai biết ngài ấy lại sống ở trong cái sống ở cư an tiểu cát. Con vào bên trong rồi hả? Chưa, cha mẹ dặn dò con nào dám chứ, con gánh nước tới cổng mà thôi. Sau đó con đứng ở xa nhìn thấy ngài ấy vừa đi vừa nói chuyện ngoài vườn, nhìn bên cạnh có ai đó con sợ quá nên liền chạy về nhà. Cha nói có phải là cái con quỷ ở trong cư an tiểu cát đi ra ngoài với ngài ấy không? Được rồi, sau này đừng có đi qua đó chơi nữa. Con có chuyện này đừng có nói ra mọi người, con biết chưa? Tiến công, mau mang Thành Nhi đi vào miếu thành hoàng thắp hương giải xuôi đi nhá. Để sau khi ăn cơm trưa xong, ta mang Thành Nhi đi qua miếu thành hoàng thắp hương. Bẩm đại nhân. Bẩm thành hoàng đại nhân, kế tiên sinh đến rồi. Người lui xuống đi, ta muốn nói chuyện riêng với kế tiên sinh. Thành hoàng, không ngờ thành hoàng lại xuất hiện trong một hình tượng một ông già. Thành hoàng Huyện Đình An Tống Thế Sược, cảm ơn kế tiên sinh ra tay tương trợ giúp ta giết trừ tà vật. Đại nhân đã quá đề cao ta rồi, tại hạ chỉ có thể tiện tay giúp đỡ các vị chủ quan mà thôi, không tính là gì cả. Kế tiên sinh kiêm tốn rồi, ta đã bàn việc ở bên ngoài, chúng ta qua bên đó ngồi nói chuyện thôi. Mời hai vị khách quan điểm tâm đã lên đầy đủ rồi, mời dùng. Có chuyện gì thì cứ gọi. Được, đa tạ thiếu nhị ca. Đa tạ. Hai vị quan khách này lịch sự thật. Ngon thật đó, thanh hồn đại nhân cũng dùng đi. Thân thể này của ta chẳng qua chỉ là được mới tạo thành từ đất sét, cũng không phải nhục thân thật sự. Món ăn của phạm nhân không thể ăn nhiều, không có nhục thân trước mắt đây là hóa thân tôi sao? Không biết cái tiên sinh từ đâu tới đến Huyện Ninh An có chuyện gì? Chuyện của kiếp trước nhất định là không thể nói ra được, bây giờ là tình huống gì mình vẫn muốn biết. Câu hỏi này kế mẫu không tiện trả lời, chỉ là sẽ tạm thời ở lại đây thôi. Không muốn nói cũng không sao, kế tiên sinh có ơn với Huyện Ninh An. Lần này tiên sinh đã ra tay giúp ta xóa bỏ đi tâm sự trong lòng. 7 năm trước, Địa Long ở phủ Đức Thắng nổi lịch, mang theo sát khí từ địa mạch. Nhưng không may là có một đám sát khí dày đặc lưu chuyển theo mạch nước ngầm. Sát khí này lại đến từ một bãi tha ma phía tây Huyện Ninh An. Rồi bị tử khí, lệ khí ảnh hưởng mới trở thành hung vật này. Tống mộ tự mình dẫn thuộc hạ ở các ti đến trấn áp, không ngờ là hung vật đó sinh ra linh trí vô cùng quỷ dị. Quỷ vật giả vờ ngu dốt lừa tống mộ. Vào cái thời khắc mấu chốt, nó làm nổ tung lực lượng địa sát, làm trọng thương pháp thể của tống mộ.
Mặc dù lão bị thương, nhưng mà khi bị địa sát xung kích, tao đã quyết đoán hao tổn hương khối bản nguyệt. Mạnh mẽ phản kích, giờ vậy hung vật cũng trọng thương. Sau đó vô ý để nó chạy thoát, nhưng sau đó bọn họ lại tìm được nơi ẩn nấp của nó, chính là cái giếng nước của An Cư Tiểu Cát. Cuối cùng bọn ta tạm thời phong ấn nó vào cái chỗ sâu dưới đáy giếng, đợi sau khi vết thương của lão phục hồi thì sẽ tìm cơ hội diệt trừ. Mà hai hộ gia đình sống ở Cư An Tiểu Cát gặp chuyện không may, đầu tiên thực ra là do số mệnh tự nhiên. Đến từ sinh tư bà, có lẽ lúc này hung vật đã có chút khôi phục rồi. Việc nó có thể rời khỏi miệng giếng trong khoảng thời gian ngắn bị phong ấn, hiển nhiên là hù chết thư tiên sinh kia. Cái loại thành hoàng cung kính như bọn ta, mặc dù bảo hộ một phương nhưng không được phép can thiệp trực tiếp đến dương thế quá nhiều. Vì vậy từ đó về sau, ta dùng các loại phương pháp báo mộng khiến cho khiến trong huyện lưu truyền đi tin đồn rằng Cư An Tiểu Cát không an toàn. Cơ hội lần này hiếm có, ta cũng không ra tay, điều động hương khối tích trữ, cuối cùng cũng diệt được khu vực kia. Đối với huyện Ninh An mà nói, đây đúng là một chuyện đại sự. Thì ra sự thật còn nguy hiểm hơn cả những gì mình đã thấy. Ôi trời ơi, sau đây không dám xem náo nhiệt nữa, xích chút nữa thì chết rồi. Xem ra ta là người xui xẻo cuối cùng ở Cư An Tiểu Cát rồi. Cái tiên sinh cứ nói đùa, ta mà kia xui xẻo mới gặp phải tiên sinh. Thực ra tại hạ không phải là cao nhân gì, chẳng qua tại hạ may mắn biết đá thương được ta vật kia. Tại hạ cũng đang có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo thành hoàng đại nhân. Cái tiên sinh có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Lệ quỷ địa sát chẳng qua chỉ là may mắn mới đã thương được vật ta vật kia thôi sao? Không biết thành hoàng đại nhân có hiểu về phương pháp tu luyện của thế gian không? Tống mổ chỉ là tu vi hương khói kim thân chi độc, đây cũng coi như là mượn lực cầu nguyện của chúng sinh, không có phương pháp luyện khí tu chân bình thường. Ngược lại sách võ học của phàm nhân thì ta có một ít. Không có pháp quyết gì sao? Nhưng mà phương pháp dẫn khí bình thường thì ta cũng biết một chút. Chỉ là loại pháp quyết này tương đối thô thiển, sợ là không có tác dụng gì với kết tiên sinh đâu. Thật ra không dám giấu gì, ngay cả những pháp quyết đơn giản tại hạ cũng không có nữa. Nếu thành hoàng đại nhân thuận tiện có thể cho kế mổ mượn đọc không? Những võ học của phàm nhân kia tại hạ cũng muốn xem qua một chút. Giúp bọn họ một việc lớn như vậy, yêu cầu nhỏ này chắc cũng không từ chối đâu nhỉ. Cái tiên sinh muốn đọc một chút thì có khó gì chứ. Nếu ta sai người đưa sách đưa qua Cư An Tiểu Cát cho ngài. được, làm phiền thành hoàng đại nhân rồi. Thành hoàng đại nhân thật dễ nói chuyện, cũng muốn hỏi những chuyện mà người phàm không lý giải nổi. Thành hoàng đại nhân, theo như ngài biết, bây giờ những tiên phủ tầng môn Linh Sơn Đại Trạch, bọn họ thu đồ đệ thì cần điều kiện tư chất gì không? Sao hắn cứ hỏi cái vấn đề này vậy? Lẽ nào giống như hắn nói, hắn không phải cao nhân gì thật sao? Theo ta được biết, phủ Đức Thắng ở huyện Ninh An cũng không phải là nơi ở của phủ đệ tiên môn. Nơi cao nhất trong toàn bộ vùng đất Kỳ Châu cũng chỉ là Ngọc Hồi Sơn. Thậm chí ta nghe đồn, bên trong Ngọc Hồi Sơn còn cất giấu một đạo sơn nhạc phù chiếu sắc phục, nhất định có một vị thần sơn thần chi vị. Còn về phần bọn họ thu đệ tử như thế nào thì Tống Mổ thật sự không biết. Những chuyện ở châu khác, nước khác thì xin thứ cho Tống Mổ kiến thức nông cạn. Vậy thiên định thì sao? Thiên định, có biết tiên sinh nói về tiên phủ nào vậy? Nghe cảm thấy rất kỳ thế, dám lấy trời làm sơn định. Không có thiên định à? Vậy tiên nhân trong cái cách gọi của phàm nhân chính là thần tiên rồi. Không có gì, trước kia ta có nghe thấy có một tiên phủ rất lợi hại. Thì ra là vậy, hắn là rất bất phàm rồi. Đúng vậy, nói ra thì gió chết người thôi. Kế bổ còn muốn thỉnh giáo một vài vấn đề ngu muội, hy vọng thành hoàng đại nhân không chê cười. Tiên sinh cứ nói đừng ngại, tổng mổ biết gì sẽ nói đó. Ta muốn hỏi, chúng ta đang ở quốc gia nào, đang là triều đại gì, tình hình quốc gia như thế nào, trong lịch sử đã trải qua mấy lần thay đổi ở triều đại rồi. Hy vọng hắn đừng nghĩ mình là một tên ngốc. Chuyện tu luyện tiên phủ không hiểu thì thôi đi, đến ngay cả chuyện phàm trần cũng phải hỏi sao? Nhưng mà đầu óc của hắn cũng không có vấn đề, nói chuyện thì khá rõ ràng, lời nói cử chỉ nhỏ nhỏ. Trước khi còn sống thì làm quan, từng xem qua một quyển tiên thánh chi gì. Có một câu chuyện mở đầu bằng một câu nói như thế này: cười to tỉnh lại thì cuộc vui đã hết, bừng tỉnh không biết đó là một giấc mộng ngàn năm. Thành hoàng đại nhân, thành hoàng đại nhân. Hả? Sao lại sững sờ ra rồi? Là câu hỏi của ta quá ngốc hay sao? Hả? Cái thi sinh, xin hãy nghe ta nói. Sao hắn lại cung kính rồi? Nói chuyện không giống hồi nãy. Diện tích lãnh thổ quốc gia này bây giờ chúng ta đã ở rất rộng lớn, tổng cộng có 30 châu. Triều đình Đại Trinh trải qua 200 năm, đã truyền ngôi đến Càn Vũ đời thứ 8, trước đó có 9 triều đại vũ, Đồng Sở Khuôn. Xa xưa hơn nữa theo sử sách ghi lại,
Đại vương triều kia tên là Đại Chu. Đại Chu? Đại Chu nhất định không phải là Đại Chu mà mình biết. Đúng vậy, nhưng triều đại này đã quá lâu, thế sự thay đổi. Cho dù là đám cung kính như ta cũng khó mà diễn tả như được lại. Thần Hoàng Đại Nhân nói rất đúng. Thần Hoàng Đại Nhân, hôm nay đa tạ tiếp đãi. Kể tiên sinh cách khí rồi, tiên sinh đến đây cũng là niềm hạnh phúc của huyện Ninh Bang bọn ta. Sách sẽ nhanh chóng phái người đưa tới cửa An Tiểu Cát, xin tiên sinh yên tâm. Đa tạ Thần Hoàng Đại Nhân. Được, vậy chúng ta hẹn ngày sau gặp lại. Ngày sau gặp lại. Phụ thân. Sao vậy? Kế tiên sinh đang ở bên kia. Kế tiên sinh. Mặc đồ màu xanh đang chấp tay với vị lão tiên sinh kia. Hả? Khí chất của hai người này không bình thường. Từ trước tới nay vẫn chưa từng gặp qua ở huyện Ninh An. Tiếp tục cày view nhé. Lấy lên 300 view thôi thì sẽ có top 15 nhé anh em. Rồi, vô chuyện. Được rồi, người ta đi rồi, chúng ta đi vào miếu Thành Hoàng thôi. Dạ. Lão già này là ai? Huyện Ninh An, nhân vật có tiếng tầm, có lẽ mình đều nhận ra mới phải. Lẽ nào người này là người ngoài mới đến sao? Cho ta ba nén hương. Dạ đây, cẩn thận không bị gãy đó. Hai cha con đi vào. Hả? Ủa? Không thấy đâu nữa. Thành Nhi, vừa nãy con nhìn thấy ông ấy đi đâu rồi sao? Không có, đi vào miếu là không thấy đâu nữa. Phụ thân có khi nào là quỷ không? Nói vậy, cái gì vậy? Đây là miếu Thành Hoàng đó. Kỳ lạ, rõ ràng nhìn thấy ông ta đi vào chủ điện này rồi mà. Mà thôi. Xong rồi. Xong rồi thì chúng ta về thôi. Sao vậy Thanh Nhi? Phụ thân, tượng của lão gia Thành Hoàng rất giống với lão tiên sinh vừa nãy. Quả thực là rất quen mắt. Lẽ nào cái tiên sinh này khó tránh khỏi cái chút kỳ lạ. Nếu như ông ấy ở An Cư Tiểu Cát nửa tháng đều bình an vô sự thì ta đã đem Thanh Nhi tới nhà thăm hỏi thôi. Ai đánh răng là chuyện không tiện nhất ở đây nhất đó. Cố nhân phải tự bản thân làm bốt đánh răng vậy. Thật ra dùng muối càng tốt, nhưng muối lại đắt. Dùng để đánh răng thì quá lãng phí. Ai chán quá. Không có điện thoại, không có mạng, cũng không có người đã nói chuyện. Ai, đi ra ngoài cũng không biết đã đi đâu. Trừ khi bên ngoài có lễ hội gì đó thì có thể đi vào ngắm cảnh cái gì đó. Ai chán quá. Mình càng lúc càng giống như người già vậy nhỉ. Không biết trước kia ông cha ta giết thời gian như thế nào. Đánh cờ. Đúng rồi, cái con cờ xuất hiện trước đó. Cờ biến thành màu đen. Con cờ ban đầu lúc ẩn lúc hiện, trắng đen khó phân biệt. Bây giờ chỉ còn lại cờ màu đen. Hơn nữa cảm giác của con cờ này càng lúc càng rõ ràng. Lẽ nào thực sự có thể đánh trên bàn cờ thật sao? Nhưng tại sao lại sản sinh ra cái loại biến hóa này chứ? Trừ khi có liên quan đến tà vật hôm qua sao? Có khi nào hấp thụ thiên địa, à thiên mạch, sát khí như cái lão Thành Hoàng nói hay không? Hay là mình thử xem có thể thu đập linh khí hay không? Ồ, linh khí kìa. Ồ, rất có thể, rất tốt. Ôi, linh khí quá nhiều rồi. Trên tay giống như đang cầm một quả tạ vậy. Mỏi quá. Xa. Vẫn nên tiêu tán một chút, từ từ hấp thu vậy. Ý, được rồi, có thể thu lại rồi. À, đau quá. Phải nhịn, phải nhịn. Truyền hết cả thần cốt. À, cuối cùng đã kết thúc rồi. May mà mình nhanh trí, mới đầu làm tiêu tán đi phần lớn thành linh khí. Nếu không giờ hắn đã tự hại chết chính mình rồi. Như vậy cũng quá ngu xuẩn rồi đi. Kể tiên sinh, ta mang sách đến cho ngài đây. À, Nhất Tuần Du đó hả? Mời vào, ta hơi mệt nên không tiện ra mở cửa. À, Thành Hoàng Đại Nhân ra lệnh cho chúng ta mang thư sách đến đây. Hả? Nhiều thứ như vậy sao? Kế tiên sinh, những sách này ngài xem nên đặt ở đâu thì thích hợp à? Ê, hãy sách vào phòng của ta đi. Trời xuyên tường luôn, đúng là âm sai có khác. Có điều, khi cái đám âm sai này đi vào, cả rương và thư sách cũng được xuyên qua thôi à? Vậy chúng có thật hay không nhỉ? Rầm. Là vật thật mới có âm thanh, đúng là pháp thuật vận chuyển kỳ diệu. Kế tiên sinh sách đã đưa tới nơi, bọn ta xin cáo từ. À, cảm ơn các vị. Là thể tre à? Ồ, là chữ khắc trên đều là khắc lệnh. Lão Thành Hoàng này cũng có tầm quá.
Nếu để như vậy đọc thì rất tiện rồi. Mình đúng là thiên tài mà. Khó hiểu như vậy mà cũng có thể lý giải được. Âm âm ngũ hành, bát hoang lục hợp, dẫn dắt đình khí thiên địa, tẩy phạt bản thân mà tu chân. Cho dù là đạo quyết, đạo khí quyết chỉ là luyện quyết cơ sở bình thường, nhưng đối với phàm nhân mà nói đã là kỳ thư, mà thiên thư không gì sánh được. Cũng gần như hiểu hết rồi. Thử thôi. Hít một hơi nhẹ. Bên ngoài có đại thiên địa, bên trong cơ thể có tiểu thiên địa. Từng huyệt vị, từng cơ quan nội tạng trong thân thể đều đối ứng với âm dương ngũ hành. Chư thiên tình đấu ảo diệu. Tu chân chính là cảm nhận trời đất lớn, nắm giữ lấy đại đạo càn khôn chi lực, bí pháp thiên địa hóa sinh. Wow, những hạt sáng nhỏ li ti là cái gì? Mình lại có thể nhìn thấy linh khí xung quanh. Wow, có thể chạm vào luôn. Lượng không khí xung không nhiều như lần trước nắm giữ quân cờ dẫn khí, nhưng lần này linh khí dễ chịu và phù hợp hơn nhiều. Nhưng so với việc nắm giữ, đây mới chính là con đường chính xác để hấp thụ linh khí. Để xem cái khác tiếp vậy. Wow, thuật pháp tình yêu. À, thuật pháp tình yêu. Để mình xem thử. Thuật chê mắt. Tiểu khống hỏa thuật trong hỏa hành. Tiểu tị thủy thuật trong thủy hành. Wow, mặc dù chỉ là kiến thức cơ bản nhưng lại mở ra cho mình một thế giới huyền bí. Cái thế giới này quá nhiên thần kỳ mà. Ủa, còn cái gì nữa đây? Để xem thử. Kỳ binh kỳ phổ và bí tịch võ công cũng có. Ngon. Tình hình chiến tiếp ưng trạo thủ, hai môn công phu này đều là tên gọi xấu châu do cao nhân hao phí tâm sức cả đời sáng tạo nên. Chiêu thức cương mãnh mà võ học có tư cách xếp vào hàng trung thượng thừa. Đợi đem hai bộ sách tu chân này xem hết thì sẽ dành thời gian ra tu luyện luyện công. Có thêm chút kỹ năng bảo vệ bản thân cũng không tồi. Trời sáng rồi. Vậy thôi. Đã xem nguyên một đêm không biết giờ giấc gì luôn. Ý, cây táo lớn như vậy rồi sao? Đến mùa thu hoạch rồi nhất định sẽ ra quả. Nào, quả nấy rất là to. Ủa, ở đây trừ khi tiếp xúc với tiền phủ, nếu không thì đừng hòng có được quả ngon. Cũng là ngươi đã cùng xem sách với ta nguyên một đêm, cũng xem như là không có cụ được. Trong nửa tháng tiếp theo, kế duyên trải qua một cuộc sống quên bản thân mình là ai. Ồ, khi có thể chấp nhận linh khí, nắm giữ tụ khí, là dùng thiên địa hóa sinh dẫn khí. Sau đó thì luyện tập bí tịch võ công, lúc rảnh thì đem kỳ phổ ra xem. Mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm ra ngoài sinh hoạt của cơ duyên so với kiếp trước còn khép kín hơn. Tu tiên tự mình tu tiên, không cần ai chỉ dạy luôn. Tiêu diêu tự do tự tại. Giống như một đứa tự kỷ vậy. Bây giờ đã bay nhảy rất là nhẹ nhàng rồi. Và đã đạt tới tiên thiên rồi. Với cái y quy của mình cộng thêm cái sự giúp đỡ của linh khí, tốc độ tu luyện của mình còn nhanh hơn bình thường. Đã đến giờ này rồi sao? Để ra ngoài ăn thôi. Nơi một nơi bình yên quá ha. Cuộc sống cũng không có gì gọi là ly kỳ giống như mình đang có thể nói là như thế nào nhé. Quá yên bình. Tôn lão đầu, ta đến ăn mì rồi. Ây vô, cái tiên sinh đến rồi, mời ngồi. Được, vẫn như cũ nhé. Một tô mì có nước sốt. Dạ, có ngay. Phụ thân là cái tiên sinh. Hơn nửa tháng trôi qua, vì cái tiên sinh này khí sắc vẫn hồng hào và không có chuyện gì xảy ra. À, tôn sư phụ, làm phiền cho hai tô mì cái nước sốt. Ây vô, giỡn phu tử tới rồi à, mời ngồi. Ủa, ngài là kế tiên sinh có đúng không? Nghe đồn trong phường có một vị tiên sinh nho nhã mới đến, nếu không phải việc khai giảng ở trường tư thục quá bận biểu, tại hạ liền đã sớm qua chào hỏi rồi. Ây, lần đầu tiên thấy phụ thần nói dối như vậy đó. À đúng là tại hạ, giỡn phu tử ở phường Thiên Ngọc, à Thiên Ngư Ngọc Thức Yên Bắc, kế mổ cũng là đã nghe danh từ lâu rồi. À, mình còn đang nghĩ hai phụ tử của giỡn gia đã đi rồi mà còn quay lại làm cái gì? À, thì ra là muốn vô tình gặp mình, nhưng mà mình sớm đã nhìn thấy hết rồi. Ta nghĩ chắc hẳn Doãn Thành là lịnh lăng, quá không hổ là dòng dõi nho học. Ngươi có thể dạy được một đứa trẻ tốt như vậy. À, có tiên sinh, ngài còn nhớ con sao? Cớ mộ nhớ rõ ân tình gánh nước kia. Nếu hai vị không chê thì ngồi chung bàn với ta đi có được không? À, Doãn, dĩ nhiên, nếu tiểu Doãn Thành sợ thì xem như là ta chưa nói gì. Có tiên sinh còn nhớ chuyện mình không dám vào cư an tiểu cát sao? Lời mời của có tiên sinh sao dám từ chối? Vậy bọn ta không khách khí nữa nha. Mì của các vị đã xong.
Cơ tiên sinh, mời dùng. Đa tạ. Cơ tiên sinh lại lỡ phép với một người bán mì như vậy. Phu tử xin mời dùng. Đa tạ rồi. Ai cho ngại quá đi mà. Hay cái loại người có học như mà Doãn Triệu Tiên Mặc, mặc dù không phải là xem thường Tôn lão đầu, nhưng mà vẫn phân biệt đối xử với người khác. Nhưng mà mình cảm ơn rồi, hắn cũng không cảm ơn thì sẽ thể hiện cao cao tại thượng. Cảm ơn với phục vụ là thói quen kiếp trước của mình. Nhưng mà tư duy của giai cấp ở cái thế giới này rất nghiêm trọng. Có một số người có tri thức lễ, hiểu lễ nghĩa nhưng vẫn phân biệt đối xử với người khác. Thành Nhi, ăn đi. Có lẽ phu tử phải làm tốt hơn nữa. Nếu trong tương lai học sinh mà hắn dạy dỗ thi đậu công danh thì đó chính là những vị quan xây dựng nên quốc gia đó. Tính tiền. À, có tiên sinh, bữa nay để ta mời đi. Ai Doãn phu tử đã thẳng thắn như vậy, kế mổ cung kính không bằng tương mình. Nhưng mà tại hạ muốn tặng phu tử một câu nói. Kẻ buôn bán nhỏ thì xã hội vẫn thận trọng, vẫn trân trọng. Nghề giáo coi trọng đức hạnh, thầy giáo thì phải làm gương trước. Phụ thân, có tiên sinh đi rồi, lúc nào thì chúng ta về nhà đây? Đi, ăn xong rồi thì chúng ta cũng về nhà thôi. Sáng mai chúng ta đến Cư An Tiểu Cát thăm hỏi kẻ tiên sinh. Sáng sớm hôm sau. Ở đây lúc trước rất âm u, lúc này chỉ cảm thấy một loại cảm giác tươi mới. Đến ngay cả thở cũng rất thoải mái, vô cùng kỳ diệu. Vào đi, cửa không khóa đâu. Hả? Doãn phu tử tới thì tới, không cần mang theo gì cả. Lần đầu đến thầm huống hồ, hôm qua lời nói của cái tiên sinh khiến tại hạ mở mang đầu óc. Chút tâm ý, xin tiên sinh hãy nhận. Tiên sinh, đây là thẻ tre. Đúng vậy, chính là thẻ tre. Tỷ lực của kế mổ có hạn, không thể đọc sách bình thường được. Ta sớm đã nghe Doãn phu tử sẽ đảm nhiệm làm phu tử cho cái trường tư thục huyện Ninh An. Vẫn chưa tới chúc mừng, ngược lại làm phiền phu tử tự mình đến cửa. Có biết bây giờ công việc ở trường tư thục chuẩn bị thế nào rồi? Có gì đâu, ta chỉ là được các vị nâng đỡ thôi. Công việc của tại hạ ở trường tư thục hiện tại đã chuẩn bị sắp xong rồi. Hai ngày sau liền có thể lên lớp. Có tiên sinh, trong sân có cái giếng nước, vì sao ngài vẫn muốn đi gánh nước ở bên ngoài? Cái giếng nước này từng bị ô nhiễm, đồ vật không cần thiết. Mặc dù kế bổ không có bệnh tích sạch sẽ, nhưng không muốn uống nước trong giếng. Ý, đáng sợ quá. Có tiên sinh thích đánh cờ sao? Có một chút. Tại hạ cũng có chút hiểu biết về đánh cờ. Ngày khác có thể cùng kế tiên sinh chơi hai ván được không? Được thôi. Hai người lấy ván cờ để triển khai đề tài. Trong tiểu viện nói chuyện trên trời dưới đất. Doãn Triệu Tiên càng nói càng cảm thấy kế duyên còn có rất nhiều điều bất ngờ. Tiên văn địa lý, không gì không biết. Quan điểm độc đáo sâu sắc, rất nhiều chuyện chưa bao giờ từng nghe. Có vẻ chuyện gì cũng biết, nhưng những việc thế tục lại bị thiếu sót. Thường tỉnh giáo Doãn Triệu Tiên. Cho đến giữa trưa thì hai cha con mới rời đi. Ai, đứa nhỏ thì buồn ngủ quá. Ôi, trò chuyện cùng người đọc sách, nhưng không cổ hủ như Doãn Triệu Tiên thật là soạn khoái. Không những có tiếng nói chục mà cảm thấy không bị gò bó. Rượu. Chà, dạo này uống không cần ly luôn. Tiểu thuật tỷ thủy xem như nhập môn rồi. Đây cũng là thuộc dạng một con đường tu tiên đấy chứ. Gì đây? Ồ, đây là những sát thủ à. Hạng Phong, mau vào kiểm ý thiếp ra. Ta đảm bảo các người sẽ toàn mạng. Đây là thế giới võ hiệp rồi. Hạng Phong, thả cái con bà nhà ngươi. Đỡ. Ôi trời, đánh sao mà ném phi tiêu nữa. Hạng Phong là một vị tướng thời như thời Tam Quốc Diễn Nghĩa sao nhỉ? Đỗ. Con đường con tướng cướp được kiếm ý thiếp là chuyện ở trong tay chứ. Không ngờ cái lão già chết tiệt phiền phức. Con phiền gì? Không ngờ cái lão già chết tiệt của phiền già lại sống ra như vậy. Trước khi chết còn hại Yên Địa Tập Tam Đạo chết hai người. Vì muốn đuổi cùng giết tận, phiền gia lại cứu gọi cách định nguyên võ lâm. Nếu như ai cũng tự tay chém giết Thập Tam Đạo, phiền gia sẽ không tặng kiếp ý thiếp cho người đó. Hai bọn họ chết và bị thương rất nghiêm trọng. Kiếm ý thiếp là do một vị kiếm tiên Tả Cuồng Đồ lưu lại trước khi lâm trục. Bên trong thiếp ẩn chứa một phần kiếm ý, kiếm tiêu của Tả Cuồng Đồ. Chỉ là kẻ trộm mà cũng dám mơ mộng ngộ ra được kiếm ý sao? Có thể tìm ra được phần mộ của ta kiếm tiên, đạt được bí tịch võ công cúng cùng với thần binh thành ảnh kiếm quán. Vật này là chỉ bảo, tuyệt đối không thể để rơi vào tay bọn hắn.
hơn nữa giết người đền bằng. Yên thập, yên địa thập tam đạo nhất định phải chết. Cô Hổ, Hổ Tinh, chuyện gì nữa đây? Ai, sợ là yêu vật sẽ thành khí hậu rồi. Có lẽ vài năm nữa thì mình có thể đột phá lên mấu chốt của yêu loại, đến lúc đó có thể ngao du thế giới bên ngoài rồi. Đây là lời của Cộp Bằng ạ. Ủa, có người ở gần đây à? Mấy đứa này đánh nhau như ninja ha? Toàn là chạy bay nhảy trên cây không? Vốn còn muốn lợi dụng sương lâm để bỏ trốn, nhưng mà sáu người này căn bản không cho mình cơ hội. Đại ca, tiếp tục như vậy không ổn, chúng ta đánh không lại bọn họ đâu. Mày nói, nếu không ổn thì phải liều mạng thôi. Lấy ra. Đại ca, cái bọn chó điên các người không phải muốn kiếm ý thiếp sao? Nếu còn ép chúng ta, bố mày lập tức xé nát đó. Bọn ngươi sắp chết tới nơi rồi, còn muốn hủy kiếm ý thiếp sao? Chỉ cần đem xác các ngươi về, phiền gia sẽ cho bọn ta lĩnh ngội kiếm ý thiếp. Có thể nghĩ như vậy, nhưng những người khác thì sao? Nếu như phần lĩnh hội của phiền gia có tác dụng, không phải sớm đã thấy tuyệt thế kiếm pháp và thần binh rồi sao? Kiếm ý thiếp không thể đem đi, phải nghĩ cách chạy trốn thôi. Tự nhiên gió nổi lên. Hả? Không ổn, kiếm ý thiếp cướp lại. Cơ hội tốt, nhanh chạy. Bắt được rồi. Hỡi, sao lại càng bay cao hơn nữa? Ui da, đáng ghét. Thất bại trong gang tấc à? Cái cơn gió này cũng quá kỳ lạ đi. Cái bọn trộm chết tiệt đó chuồn rồi, đuổi theo nữa không? Tìm được kiếm ý thiếp rồi tính tiếp. Đi. Ồ, hóa ra là cái con cọp lấy được. Đúng là ngồi chơi không cũng hưởng mà. Con cọp này đã có linh trí và rất thông minh nha. Chữ tốt, đáng tiếc không quá hiếm lạ. Chữ tốt như vậy chi bằng... Tiếng gì vậy? Ta đã sớm biết hồ ly ngươi đã mở ra linh trí, cũng biết được ngươi thường xuyên xuống huyện đình ăn vụng gộm, ăn vụng gà vịt nhà dân. Có phải mi đã gặp qua cao nhân mù mắt ở miếu sơn thần không? Biết được là tốt, ngươi thấy ta làm việc này. Ở trên này có quấn sợi lông của ta, nên tiên sinh sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi cũng nên nhớ không được quấy rầy tiên sinh, nhớ chưa? Đây cũng là tàu hóa của người đó, mau đi đi. Nếu như làm mất, ta sẽ lột da người đó. Tận tranh chữ, nói thế nào thì cũng không tầm thường nha. À, đồ mà Lục Sơn Quân tặng đúng là tuyệt thật, kế bổ thật sự rất thích. À, có gì đâu, tiên sinh thích là được rồi. Ê, à, thích có con hổ gì nuôi cũng ngon. Rồi, lại một ngày nữa trôi qua. Trời trong xanh, gió thì cũng không có khỏi nhiều. Mặt trời lên cao, mình ta đi ngủ, chỉ tiếc rằng ta chẳng phải là thần tiên. Đi ăn thôi, đi ăn thôi. Vẫn yên bình như ngày nào. Hỉ, một con chó. Ủa? Ây da, chó của nhà ai mà hung dữ quá vậy? Ủi, là hồ ly, bị con chó kia cắn mất rồi à? Hỉ, ôi trời, lượng gì mà nhanh quá vậy? Trên này đánh ra, hồ ly ở đâu vậy? Bắt được nó là có một bộ lông tốt đó. Chó chết, thả ra. Đáng sợ chưa? Hồ ly này là của ta rồi. Chạy tiếp, mày quá. Ê, hồ ly này là giả chết ư? Ôi trời, hồ ly thì thật là xảo hổ, xảo quyệt. Được theo. Ui da, té rồi. Thôi, đời của hồ ly đã xong. Cản lại, mày quá. Ôi, mừng cơ. Ôi, cái con hồ ly này không phải đã thành tinh rồi chứ, thế mà lại biết van xin người. Người kia là ai? Là cỡ tiền sinh của phiền Thiên Ngưu, là bản tốt của Dõn phụ tử đó. Đúng vậy, nghĩa phường Thiên Ngưu đều nói cỡ tiền sinh này là kỳ nhân, đã ở trong cư an tiểu các đó được mấy tháng rồi. Sợi dây thừng của bức tranh này là lông hổ của Lục Sơn Quân. Xích hồ này có chút có linh trí, nhưng xích chút nữa là bị con chó cắn, có lẽ không phải là yêu vật gì, cũng không có lệ khí. Hơn nữa rõ ràng là đến tìm mình, cũng xem như là bị thương vì mình vậy. Không biết hai vị có thể bỏ qua thứ yêu thích như cái con xích hổ này cho kế mổ được không?
Da của con hồ ly này đã bị mấy con chó kia cắn nát, cũng không đáng được mấy đồng. Cái mỗi nguyện bỏ ra 100 văn tiền, hai vị coi như bán cho tại hạ chút mặt mũi có được không? À, nếu như có tiền sinh thích thì cứ lấy đi, 100 văn tiền thì 100 văn. Đa tạ rồi. À, các ngươi cũng đi đi có được không? Ta không có đem theo xương thịt gì đâu. Ủa? Wow, mọi người giải tán hết đi. Ừ, đi rất là nhanh. Ủa, người đâu? Bị thương nghiêm trọng quá, phải lập tức đi y quán thôi. Thuốc bổ của người nhớ kỹ, sáng và tối đều uống một lần. À vâng vâng vâng, đa tọa đại phu. Tạ ơn đồng đại phu. Đồng đại phu, mau giúp ta nhìn xem có thể cứu được cái con hồ ly này hay không. À, đồng mổ chưa từng chữa trị cho súc vật, huống hồ còn là giả thuốc. Đồng đại sư, có câu thầy thuốc nhân từ, mạng hồ ly cũng là mạng, xin ngài hãy khám chữa một lần. Vậy thì thử một chút, mời vị tiên sinh theo ta đến nội đường. Hai người các người ở bên ngoài trong tiệm. À, sư phụ à, bọn con cũng muốn xem thử. Hay lắm chịu. Bộ truyện này được dịch bởi nhóm Vimeo.net ấy. Cái con hồ ly này nhìn cũng dễ thương lắm, muốn nuôi một con quá. Con hồ ly này cao chưa đến một cánh tay, tuy đã mất nhiều máu nhưng mạch đập vẫn mạnh mẽ. Lạ thật, nó mất nhiều máu như thế nhưng sao lại có mạch tượng như thế này được chứ? Người được tận chân khí. Có lẽ nó thật sự nhận được cái sự ý thác của Lục Sơn Quân, không tiếc mạng sống mà đưa tranh chữ đến cho mình, nhất định phải giữ được tính mạng cho nó. Trên thân hồ ly này vết thương rất nhiều, chỗ bị cắn xé thì khá nghiêm trọng. Đồng mổ sẽ dùng tập khôi tán kèm theo kim sang dược để cầm máu. Được, xin đồng đại phù tiến hành cứu chữa. Tiên sinh, giúp ta đè nó lại, để tránh hồ ly thấy đâu mà vùng vẫy. Được. Ú, gào, là đó. Đầu quá nên là hắn này sợ luôn. Tiền khám bệnh thì miễn đi, tiền thuốc 30 vật. Nhưng mà thuốc có vị đắng, làm cách nào để nó chịu uống hết thì đồng mổ không quản được. Làm phiền đồng đại phu rồi, tại hạ cảm kích vô cùng. À, sư phụ sao vậy? Đúng vậy sư phụ, vừa rồi âm thanh bên trong là của con hồ ly đó sao? Thật sự quá dọa người mà. Các người cho rằng ta cũng không sợ sao? Nó không phải là hồ ly bình thường, quá tuyệt, nó đã là thành hồ ly tình tinh rồi. Đáng sợ hơn, nó là con của đực nữa. Ngươi nghĩ rằng ta không sợ? Nó đâu phải là hồ ly bình thường, đó là hồ ly tinh đó. Càng đáng sợ hơn là một con đực. Mẹ ơi, hôm nay lúc trên đường về nhà con và cha nghe người ta kể về cái tiên sinh đó. Nghe nói sáng nay hôm nay trên phố xuất hiện một con hồ ly đỏ bị mấy con chó đuổi cắn. Kết quả hồ ly chạy thoát trốn dưới chân cái tiên sinh, gặp đầu bái tạ cái tiên sinh. Hả? Có chuyện này luôn hả trời? Tiểu công, Thanh Nhi nói thật không? Chắc là không giả đâu, trên đường trở về có không ít người hỏi thăm ta về cái tiên sinh. Nghe người ta nói sau đó tờ tê nhân đường còn cứu con hồ ly đó nữa. Không ngờ nhanh như vậy đã bị truyền khắp rồi. Doãn phu tử kể mẫu đến thăm người. Hả? À, cái tiên sinh mời vào, phu nhân đi phá trà. Vâng. À không cần đâu, lần này tại hạ đến thăm chẳng qua là muốn mượn ấm thuốc để sắc thuốc, không biết trong nhà phu tử có cái này không. À có, ta đi lấy cho ngài. Chà, ấm thuốc đây này. À, cảm ơn tiểu danh nha. Doãn phụ tử, trong nhà kế mổ còn có chuyện, không quấy rầy nữa. Được, cái tiên sinh đi thông tả, có việc gì cần đến tại hạ thì cứ nói nha. Tiểu danh tình, cháu đứng ở trước cổng làm cái gì thế? À, cái tiên sinh, cháu chưa từng nhìn thấy hồ ly, có thể cho cháu đến xem một lúc không? Đảm bảo cháu sẽ nghe lời. Thành gì cháu cứ lộn xộn, qua lại đây. À, Doãn phụ tử đừng trách cháu. Tiểu danh tình, nó còn nhỏ, có tính hiếu kỳ tò mò cũng là chuyện bình thường thôi. Thế này đi, để nó đi theo ta về xem một lúc cũng được. Trước giờ cơm tối ta sẽ đưa nó về nhà. Wow, tốt quá rồi. À, vậy thì làm việc tiên sinh rồi. Cái thằng nhãi con sao không nói là để ta mang đi xem một lát, ta cũng muốn thêm mà. Thiệt tình. Ôi rồi. Ai do, đứng dậy được rồi hả? Vẫn còn run. Hồ ly đỏ, đây là con trai của bằng hữu kế bổ, không cần sợ. Tiểu Doãn Thành, bây giờ nó bị thương rất nặng, cố gắng đừng có làm phiền nó nghỉ ngơi, biết chưa hả? Dạ cháu biết rồi ạ. Có đau không? À, ta không hại mày đâu. Chê, ta đi sắc thuốc đi. Hai cái tên nhóc này hoàn toàn không cùng một tần số. Nào, thuốc xong rồi đây.
Ngoan, uống nó sẽ nhanh hết bệnh ngay. Uống. Qua. Thuốc gì mà uống chất lượng thế? Rồi, thế là uống sạch. Mình trộn lẫn linh khí vào trong bát thuốc, chắc sẽ nhanh khỏi hơn. Được rồi, ta đi chợ mua ít thức ăn, tiện thể mang Tiểu Dĩnh Thành về nhà luôn. Tiểu Hồ Ly, tạm biệt nhé. Đừng có để ta phát hiện nhà nào vô duyên vô cớ mất đi con gà, ít đi con vịt đó nha. Có tiên sinh, Hồ Ly nghe lời của ngài quá nhỉ? À, đương nhiên rồi, dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của nó mà. Hay này, nghe cái gì chưa? Cái tiên sinh đó, cái con hồ ly thấy ngài ấy là quỳ lạy, còn mấy cái con chó thấy là chạy luôn. Hả? Có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Ai vô kế tiên sinh? À, xin chào, ta mua ít thịt gà đi mà. À, ta mới làm thịt một con gà mái, ngài có muốn mua không? Được, ta mua một con gà làm rồi với một con còn sống. Được thôi. Có tiên sinh, ta nghe người ta nói trưa qua ngài cứu một con hồ ly hả? Ây chà, dù là thời đại khác nhau nhưng mà 38 thì cũng như nhau à. Đúng là có chuyện này, lúc đó nó bị mấy con chó đuổi cắn, chạy đến dưới chân của ta, thấy bộ dạng nó thảm thiết nên ta động lòng trắc ẩn cứu nó. Cái tiên sinh đúng là người tốt mà. Đâu có, hành thiện tích đức mà thôi. Quát. Wow, ngon quá. Hôm nay ăn thịt gà đã làm sẵn rồi nha. Đợi khôi phục thêm chút nữa thì ta sẽ cho người ăn thịt gà sống. Đây, gà kho đến rồi đây. Thiên địa hóa sinh. Ăn được quá nhỉ, xem ra khôi phục cũng nhanh đó. Đúng rồi, xem Lục Biên Quân bảo cái con hồ ly này mang cho ta thứ gì nào. Quà, chữ tốt. Không đúng, đây không phải chữ, mà là kiếm pháp đã cử động. Những con chữ này không có linh khí, nhưng không có pháp thuật hiền diệu nào, không phải là sách do tu tiên giả tạo ra. Nhưng mà kiếm pháp mà đó ghi chép lại, lại có thể hóa thành kiếm ý, chứa đựng trí tuệ và ý chí. Không ngờ kiếm pháp võ thuật này lại có thể tuyệt diệu đến mức độ này. Mà người viết cái này ắt phải là người có tài năng kinh người, nếu không cũng là thượng tại nhân gian. Để đã, sao đây, bây giờ mình lại nghĩ chuyện này cũng trưởng giả thế, cuốn giấy này có đọc rồi. Trước đây từng nghe nói thư pháp như kiếm pháp, còn cho rằng là tự bịa ra, bây giờ mình tin rồi. Trên cái tấm thiếp này mặc dù miêu tả chiêu kiếm không được trực quan, nhưng chữ viết trên đó nối liền với nhau tạo thành một dải, tạo thành một con rồng đang bay lượn, khí thế sắc bén. Mình chính lại học được thêm một chiêu mới rồi. Ôi trời, đang ăn mà rớt luôn à, kinh ngạc đến như vậy sao? Wow, cái cây biến thành đầu rồng luôn. Wow, mau nhìn kìa. Ồ, đẹp quá. Mặc dù không biết từ đâu có tấm thiếp này, nhưng với cái chiêu thức này thì gọi nó là du long đi. Từ đó xích hồ bắt đầu sống lại, sống tại Cư An Tiểu Cát. Mỗi ngày Kế Nguyên lấy gia cầm làm thức ăn, sau đó bổ sung linh khí, cộng thêm dược thiện chăm sóc, cái xích hồ vô cùng chu đáo. Ôi trời, ăn gì mà sướng thế, không cần đi ăn trong vặt nữa rồi. À, còn Dõn Thanh thì cũng thường xuyên cùng cha mình đến thăm xích hồ. Thời gian trôi qua nhanh như gió, cũng đã một tuần rồi. Nhớ nhà. Muốn về nhà rồi chứ gì. Ý, con này chưa mà qua chưa mới có linh trí hiểu tiếng người thôi, còn chưa biết nói tiếng người. Trăng sáng sao thừa, ô thước xuôi nằm. Ngươi vốn dĩ là sinh linh trong rừng núi, không cần phải nhốt mình trong thành thị. Sống ở Cư An Tiểu Cát lâu thế rồi, vết thương cũng đã lành lại rồi. Ở đây mỗi ngày hưởng thụ linh khí mạnh hơn nhiều so với tu hành trong núi vậy. Nhưng làm người không được quá tham lam, làm hồ ly cũng thế. So với ở đây bây giờ chắc hẳn ngươi càng khát vọng tiêu diêu ở bên ngoài rừng núi kia hơn đúng không? Xích hồ này mới khai linh trí chưa lâu, giả tính vẫn còn lấn áp nhân tính. Một cái sân nhỏ bé này không thể giữ được nó, có mất mới có được. Huống hồ đến cả ta cũng không phải là chuyện gì cũng theo ý mình, chứ đừng nói là ngươi. Trưa hôm sau, thời gian này chắc đang học rồi nhỉ? Dõn Thanh rất thích xích hồ,
cho nên thả hồ ly về núi thì mang đứa nhỏ theo cùng đi, mặc dù hồ ly không thích nó cho lắm. Kế tiên sinh, à Doãn phụ tử, cái mẫu muốn thả xích hồ về núi, muốn cho Doãn Thành cùng đi, đi nửa ngày thì trở về, không biết phụ tử có cho phép không? Thả về cha, nếu có tiên sinh đã mở lời đương nhiên là được rồi. Ôi tốt quá, cẩn thận đó. Ôi kết giao gần 3 tháng, nhân phẩm và bản lĩnh của cớ tiên sinh thật khiến người khác bội phục, chỉ là ta không thể vứt học sinh ở lại rồi ti tiện ra ngoài được. Cớ tiên sinh thật ra ta cũng muốn đi. Wow, nguồn nước này to quá, các người muốn chơi thì chơi một lát đi. Cha bắt cá nữa, nếu là hai đứa muốn chia tay cũng khó. Chị quá à, đến đây thôi, đi đi tiểu xích, có duyên sẽ gặp lại. Còn có ta, có ta nữa, tiểu hồ ly mày đừng quên ta đó nhé, đừng quên đó. Đúng là còn có tiểu Doãn Thành nữa. Cái tiên sinh, tiểu hồ ly không muốn đi kìa, có lẽ nó muốn nhìn chúng ta rời đi đó. Sao thế? Giờ sau sống cùng nhau một khoảng thời gian, kế mẫu tặng ngươi thêm một món quà nha. Nếu ngươi đã bước trên con đường tu hành thì không còn là một giả thú ngây ngô nữa, cái gì cũng có thể thiếu nhưng không thể thiếu tên rồi. Nếu không chê, về sau ngươi lấy tên là Hồ Vân đi. Quà có tiên sinh, tiểu hồ ly quỳ lại ngài kìa. Về thế nào? Thế là cuộc tình của mày chính với con cáo đã kết thúc tại đây. Kế tiên sinh, Doãn phu tử. Kế tiên sinh, cổng cả đoạn được. Đâu có, đâu có, là ta muốn mang Doãn Thành ra ngoài, là điều nên làm thôi. Khuyên thừa, ngụy vô ý. Khuyên thừa đại nhân đang nhìn cái gì thế? Vì mặc áo xanh kia là một kỳ nhân của bổn huyện. Kỳ nhân? Nghe nói hắn có thể khiến hồ ly gật đầu cầu cứu, khiến chó dữ sợ mà bỏ chạy, có chuyện này ư? Trên phố đồn đại thôi, là tất cái giá còn chưa biết mà. Nhưng khiến huyện lệnh đại nhân từng nhắc đến, cơ duyên con người này tuyệt đối không phải là loại phàm phu tục tử. Được rồi, Ngụy gia chủ, không còn sớm nữa, mời lên xe để ta tiễn ngài một đoạn. Được. Chuyện gì vậy? Ồ, trên áo cổ của tên mặt lúc nãy hình như có một luồng ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Trên người hắn chắc chắn có thứ gì bất phàm, không biết có liên quan gì tới tù tiền không nhỉ? Nên đức thần đi xác nhận thì tốt hơn. May mà chưa đi xa, mình đã trực tiếp đuổi theo lên kết giao ấy là... Hả? Chuyện gì thế này? Ui phải, có sát thủ. Úi trời ơi, không hay, có cướp. Ha ha, này thì ha ha nè. À, Dạng Linh Tam Hồi, ngươi là hạng phòng của Yến Địa Thập Tam Đảo, cái tên cướp đáng chết, nộp mạng đi. Này còn đợi cái gì nữa, mau đi đi. À vâng. Úi trời ơi, trúng cái thằng lái xe ngựa rồi. Ngụy vô y, nghe nói Ngụy gia có một miếng lam ngọc đời đời tương truyền, có thể bảo vệ khỏi tà ma, chắc người đang đeo trên người nhỉ? Hạng đại hiệp à, miếng lam ngọc kia thực ra chỉ là một miếng ngọc bội mà tổ tông truyền lại mà thôi, làm gì có thần kỳ như vậy chứ. Nghĩ cho kỹ rồi hắn trả lời ta. Các ngươi muốn tiền hay châu báu ta đều có thể cho các ngươi. Đương nhiên là bọn ta muốn toàn bộ rồi. Hạng đại hiệp, mặc dù ta vừa mới trở thành gia chủ,
Nhưng mà Lam Ngọc phải đợi thêm đến ngày 15 tháng sau, trong nhà bày tiệc rượu thì mới có thể kế thừa. Bây giờ không ở đây vậy thì ngươi chết chắc rồi. À, có gì từ từ nói, Lam Ngọc ở đây mà. Này, đây chính là nó. Đây chính là vật bất phàm đeo trên người hắn. Mình cũng nên ra tay rồi. Chú chú chú. Ơ, chuyện gì vậy? Tự nhiên ông này có võ công cao thế. Rồi, liên hồ cước. Hả, đại ca. Hai thằng này xong luôn. Không ngờ tên họ Ngụy này lại là giả vờ heo ăn thịt khổ à. Không thở được, trên ba cây chằm đó có độc. Và sau đây là một số bộ truyện giới thiệu đến mọi người. Hãy ghé xem và đón đọc những bộ truyện hot nhất hiện nay chỉ có trên YouTube Truyện Mới Mỗi Ngày nhé. Nếu thấy video hay, hữu ích thì còn đợi gì nữa mà không nhấn một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho những người cùng đam mê nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chốt. Không ngờ họ Ngụy này đã biến đổi từ cái vẻ ngoài nhát gan bàn nảy thành một kế hoàn toàn khác. Không thể tỏ được, trên ba cây kim châm đó có cực độc rồi. Ngụy vô ý, ngươi là có võ công, con biết hạ độc nữa. Bất ngờ không? Ta đây chính là thích nhìn cái biểu cảm không cam tâm như vậy đó. Ta cho các người một cơ hội sống sót. Là ai đã nói cho các người biết chuyện Lam Ngọc gia truyền của Ngụy gia? Có phải chính là người lúc trước đã báo cho các người biết phiền gia có kiếm ý thiếp không? Nếu ta nói thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta hay sao hả? Ta không phải loại người giang hồ cặn bã như các ngươi. Ta làm việc quang minh lỗi lạc, nói được làm được. Có mà quang minh lỗi lạc, giang hồ hiểm ác thì ngươi mới lạ. Xem ra không cho ngươi nếm chút mùi đau khổ, ngươi sẽ không nói vậy. Ném phi tiêu. Hả? Né. Chà, xuất hiện rồi, cao nhân bí ẩn đi rồi. Khinh công, loại cao thủ này tại sao ngay từ đầu không chịu xuất hiện giải vây chứ? Lần trước thất bại kiếp y thiếp, lần này lại bại trên tỳ hắn. Yến địa tập tam đạo đúng là không bằng phế vật, phải khiến ta đích thần ra tay. Ừ. À. Mẹ nó, hôm nay sợ là không đi được rồi. Ôi, mạng của ta. Đỡ. Lại ra tay cứu nữa. Những người trong võ lâm này thật sự quá hiểm ác, không thể sơ xuất, phải dốc toàn lực. Bây giờ chưa có binh khí, đành phải dùng quyên cước trấu công trong tiết hình chiến thiếp vậy. Đỡ. Đúng rồi, đây là quái vật gì thế này? Sao không nhìn kịp tư thế của hắn rồi? Hơn nữa mỗi lần đánh xuống như là đang đánh cục sắt vậy. Bộ pháp này đã rối loạn, thân pháp cũng không theo kịp mình. Biến mất. Đã đánh thì không cho có cơ hội xuất thủ. À, gãy xương. Đã ghét, tay trái bị trật khớp rồi. Vẫn chưa kết thúc, còn một bên phải nữa. Ừ. À. Xong. Ngươi lúc nãy, ngươi dùng thiết hình công. Các hả? Rốt cuộc là cao nhân môn phái nào? Quả nhiên cho rằng ta là cao thủ triều đình dùng thiết hình công. Thế này thì cũng không sợ bị bại lộ nữa rồi. Mạng của tại hạ đã nằm trong tay các hạ. Nhưng nếu như các hạ ta cho tại hạ thì có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, quan cao bổng lộc suốt đời. Thậm chí coi thường thiên hạ, đắc đạo thành tiên. Thành tiên, mấy chuyện hoang đường này mà cũng dám lừa ta. Vừa hay dùng chân khí của thiết hình công biến làm biến giọng nói. Dấu tiền mơ hồ, nhưng không phải là không thể tìm được. Tương truyền tả cuồng đồ đã phá vỏ nhập độc. Không tin người hỏi Ngụy vô y, biết Lam Ngọc này từ đâu mà có. Ngụy gia chủ, tại sao chúng lại muốn cướp Lam Ngọc của người? À, đại nhân có lẽ không biết, tổ tiên ta từng nói có một con hạt tiên, sau đó nó nhả ra một khối ngọc bội, tặng tổ tiên ta để báo đáp ân tình. Khối Lam Ngọc này đời đời tương truyền, hiện nay đang ở trong tay ta. Nghe nói có thể trừ tà tránh quỷ, nhưng đây chẳng qua chỉ là một lời đồn đại mà thôi. Huống hồ chuyện thành tiên quá hư ảo mờ mịt. Năm đó thời chính quyền đế của đại trình tìm tiên cầu đạo, cả cuộc đời rơi vào buồn bực mà chết sớm. Con cuồng đồ tự xưng là kiếm tiền không phải cũng ôm hận mà chết sao? Vô duyên vô cớ quán động hồ nước ngập khắp 30 dặm.
đao khách, võ dục thiền say rượu chém quỷ, thân đao xương lệnh ba ngày không hết. Còn có tiếu diện la sát, đêm mộng gặp câu hồn sứ của Thanh Hoàng Bắc Đột. Tính lại, sửa tự là tiếu diện câu hồn sứ. Những thứ này không phải là chỉ tin đồn, vị vô uy. Người dám nói trên đời này không có phần tiếng. 5 năm trước ta đập nát lò một vò rượu ngon lâu năm bên bờ sông Xuân Mộc, dụ tới một con cự quy lừng đèn. Con cự quy này có thể mở miệng ra nói tiếng người. Nó đòi ta một vò rượu ngon để hiến cho thần sông Xuân Mộc. Từ đó ngày 15 tháng 5 hàng năm, ta đều mang rượu đến bên bờ sông. Chuyện này hoàn toàn chính xác, không dám nói dối nửa lời. Moi ra thông tin rồi, nói tiếp đi. Cái con cự quy kia nói cho ta biết ba nơi có thể tìm được tiên duyên. Một là kiếm ý thiếp, được giấu ở phần gia phủ Định Nguyên. Lão quy nói rõ trường sinh kiếm hình ảnh là vật có thể sẵn tính linh tính, có được nó sẽ có được cơ duyên. Hai là lam ngọc tổ truyền của Ngụy gia. Tiên nguyên thứ ba là nằm ở Thông Châu xa xôi nghìn dặm. Chỉ cần các hạ ta cho ta một mặt, đợi sau khi ta hồi phục nhất định sẽ nói cho người biết làm sao để mượn lam ngọc cầu tiên duyên. Vị đại nhân này chẳng lẽ ngài tin lời nói linh tinh của đám thổ phỉ ác độc này ư? Ngài cứu mạng vô y ta một mặt, lam ngọc này xin dân tặng ngài cũng không đủ để cảm tạ ơn cứu mạng. Chưa nói đến người này ngông cuồng ngôn lộ ngữ, trong giang hồ giết chóc vô số, quy theo quốc pháp không thể tha thứ được. Chưa nói đến người này cuồng ngôn lộ ngữ, giang hồ giết chóc vô số, quy theo quốc pháp thì không thể tha thứ được. Thật sự không muốn tặng đi, nhưng lỡ như tiết độ thì sợ mất mạng đi, mất đi cả mạng sống. Cứ như vậy mà tặng cho ta, đúng là khiến người khác động lòng. Nhưng mà tên này khắp người đầy lệ khí, hầu như lộ ra ngồi rồi, tuyệt đối không phải là kẻ tốt lành gì. Còn cả tên vị vô y này cũng chả tính là lương thiện gì. Nó muốn toàn vẹn, chẳng lẽ ép hắn hỏi cụ thể tiền duyên, sau đó diệt khẩu à? Ta là người như thế ư? Dạy dỗ mạnh hổ, con nói tu hành trước tiên phải làm người. Dạy dỗ tiểu hồ ly nói con người không được quá tham lam, tự mình muốn tu tiên liền không từ thủ đoạn. Đúng là nực cười. Thần tiên nên tiêu diêu tự tại, không được vong ân bội nghĩa. Nhân nghĩa thế gian cũng chỉ là cười nhẹ. Hơn nữa trong tay ta đã có kiếm ý thiếp rồi. Quy gia chủ, lam ngọc này là bảo bối giúp bước vào con đường tu tiên. Ngươi cứ thế mà tặng cho ta ư? Thật lòng muốn báo đáp hay là sợ ta ra tay? Không sợ đại nhân chê cười. Ngụy mỗ là người tham sống sợ chết, nhưng không đến nỗi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta thực tâm thành ý muốn tặng ngọc bội cho đại nhân. Huống hồ làm thần tiên đâu có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý tự do tự tại như ta được chứ. Kẻ hèn này chẳng qua chỉ là giữa đường tra án đi qua nơi này, cũng đã trì hoãn đánh lục. Làm phiền Ngụy gia chủ áp tải mấy tên phạm nhân này giao cho quan phủ. Vẫn chưa biết tôn tính đại nhân, tôn tính đại danh của đại nhân. Đi đâu rồi? Kiếm ý tiếp này mình đã hiểu hết rồi, nhưng vẫn chưa có phát hiện gì. Chẳng lẽ phải ngâm nước lơ trên lửa hả? Đây chỉ là một loại giấy bình thường, không chịu nổi dày vò như vậy. Chắc phải tìm nội dung trên mặt chữ vậy. Với thị lực của mình thì nhìn không rõ những sách bình thường, nhưng kiếm ý sâu sắc của kiếm ý thiếp này mình mới nhìn hiểu rõ được. Chỉ đáng tiếc tá cuồng đồ đã mất hơn 10 năm. Nhưng người cũng phải nói cho rõ ràng chứ, rốt cuộc thì huyền cơ nằm ở đâu chứ? Cái gì vậy? Ôi mẹ ơi, đây là bản đồ. Được rồi, nếu không phải mình tài vận vô song thì bí mật này sợ là đến kỳ mục nát cũng chưa chắc có người nào phá giải ra. Đúng là không hổ ba chữ tá cuồng đồ. Không biết lấy được thanh ảnh trường kiếm kia sẽ có cơ duyên gì, tức là mong chờ quá đi. Nhờ phúc của Ngụy gia chủ mà ta cả đêm không chợt mắt. Vất vả cho Chu Huyền Ý và chư vị rồi. Ta cũng bất đắc dĩ, giữa đường bị tập kích nên đành phải đến nơi gần nhất để cầu cứu rồi. Được rồi, việc này nằm trong bổn phận của bọn ta mà. Chẳng qua ta chỉ thuận miệng than thở thôi, khiến Ngụy gia chủ chê cười rồi. Không dám không dám, Ngụy mỗ đã đặt rất nhiều món ăn ở quán ăn bên ngoài miếu, lát nữa sẽ có người mang quà coi như là cảm ơn các vị đã vất vả. Ngụy gia chủ có lòng rồi. Không biết huyện ủy đại nhân có biết một vị tên là Kế Diện ở Quý huyện không? Huyện ủy Cố Tiên Sinh à? Ta biết Ngụy gia chủ có kết giao với ngài ấy ư? Đâu có, ta nghe nói chuyện con hồ ly đỏ quỳ lại cảm thấy thần kỳ nên muốn gặp vị tiên nhân đó, Cái Tiên Sinh bà thôi. Người muốn đến thăm Cái Tiên Sinh rất nhiều, nhưng sự dũng cảm đó chỉ có một mình Doãn Phu Tử thôi. Ồ, chẳng lẽ vị Cái Tiên Sinh này rất khó tính? Đối với ai Cái Tiên Sinh cũng ôn hòa lịch sự, chưa có thấy ai
chưa có ai thấy ngài ấy tức giận gì cả. Không có ai đến chơi là bởi vì ngài ấy đã từng có tiếng. Ngài ấy ở từng có tiếng là một ngôi nhà ma, mấy năm qua xảy ra không ít chuyện, vậy hắn cũng dám ở sao? Nói ra thì cũng kỳ lạ, sau khi kết tiên sinh vào ở thì không có chuyện quái dị gì xảy ra nữa, dọn da của mình an vô sự, nhưng mà vẫn không dám, không có ai dám mạo hiểm đến chơi. Muốn gặp kết tiên sinh nói chuyện vài câu thì có thể gặp ngài ấy ở trên phố. Xin hỏi huyện ý đại nhân, kế tiên sinh sống nơi nào? Chuyện nhỏ mà, ta phái người mang người đến đó là được. À, vị sa gia này mùi gì mà thơm thế? À, đây là mùi thơm của hòa táo ở trong cư An Tiểu Cát. Thành Ninh An này chỉ có mỗi cây này thôi. Hòa táo mà thơm thế sao? À, vì thế mới nói cái tiên sinh là kỳ nhân. Trước kia Thiên Ngưu Phường không có mùi thơm này. Ta cũng coi như từng trải, chưa từng nghe nói hòa táo lại thơm thế này đâu. Đây là nơi có cây táo kia, chính là cư An Tiểu Cát. Ta cũng không vào nữa. Được, cảm ơn sa gia. Bên ngoài có khách đến. Xin hỏi kế tiên sinh có nhà không? Tại hạ Ngụy Vô Uy, thương nhân phủ Đức Thắng. Nghe nói tiên sinh là nho sĩ huyện Ninh An nên đến thăm hỏi à? Ngụy Vô An, Tiểu Doãn Thành, giúp ta đi mở cửa có được không? Vâng à, vào đi à. Cần cháu giúp ngài cầm đồ không? À không cần, không cần, cứ để ta. Wow, cảnh đẹp quá. Kế tiên sinh, đến thăm đường đồn chỉ mang ít bánh mùa quán trà bên ngoài miếu hoàng thành, thay lòng thành kính. Không biết vị tiên sinh đến tìm ta có chuyện gì? Không giấu gì, mấy ngày trước có nghe nói về chuyện ô ly đỏ bái lạy. Cảm giác chuyện này rất thần kỳ. Tại hạ trong lòng có vấn đề mãi chưa có lời giải nên muốn gặp tiên sinh thỉnh giáo. Đúng vậy, kế tiên sinh lợi hại lắm. Ngày hôm qua ta còn cùng kế tiên sinh đi thả hồ ly về núi đó. Kế tiên sinh tặng nó một cái tên, nó không ngừng bái lạy ngài ấy nữa đó. Thành nhi, à, cái tiền sinh cũng đâu không cho, cũng đâu có cầm cho nói. Tối qua cha còn hỏi liên tục mà. À không sao, Ngụy tiên sinh ngồi xuống đã, nói xem ngài có chuyện gì không hiểu nào. À được, bởi vậy người xưa có câu trẻ em không biết nói dối, những lời lúc nãy là thật rồi. Cái tiền sinh, ngài hỏi trên thế gian này có yêu ma quỷ quái, có con đường cầu tiên không? Có. Chà, tới lượt cha đi rồi kìa. Trẻ còn biết cái gì chứ, cha đang đây là đang suy nghĩ nước cờ. Có tiên sinh, tổ tiên nghĩ gia ta có để lại một miếng ngọc bội, nghe nói có tiên hạt tận, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ thần chỉ gì xuất hiện. Không biết có tiên sinh có thể xem giúp không? Để ta xem nào. Hôm qua chưa nhìn kỹ, không ngờ hôm nay Ngụy Vô Uy lại mang cho ta xem. Việc trên thế gian này đúng là thần kỳ. Truyền chân khí vào. Wow, cảnh thánh ngọc hồi. Hóa ra là ngọc hồi sơn à. Thứ mà Ngụy gia ta đời đời tương truyền lại là một bảo bối, bên trong có tiên đạo cơ duyên. Quả nhiên có chút môn đạo bên trong. Khoảng khắc linh khí bị ngọc bội hấp thụ này, lúc nãy có thể cảm nhận được dường như có một lực hút yếu ớt hướng về phía Ngụy Vô Ý. Xem ra biến lam ngọc này cho dù bị cướp mất cũng chưa chắc có thể tạo nên đoạn tiên diêm tiên duyên. Kế tiên sinh, ngọc hồi sơn này ở đâu, có tiên gia ở đó không? Ngọc hồi sơn thế nào thì ta cũng chưa từng thấy, không biết Ngụy gia ta làm thế nào mượn ngọc bội này có thể tìm tiên duyên, mong tiên sinh chỉ giáo. Thầy ta cũng biết lắm, ngọc hồi sơn là cái tên này phải đi gặp hoàng thành để hỏi thôi. Ngụy tiên sinh, kế mổ chỉ là phàm phu tục tử, chỉ là nhẫn giới của ta rộng hơn người thường một chút thôi. Nghe nói ngọn núi này nằm ở bắc bộ Kê Châu, kế mổ chỉ biết có thế thôi. Ngụy tiên sinh tự đi tìm hiểu nha. Công ơn chỉ điểm hôm nay của kế tiên sinh, Ngụy gia suốt đời không quên. Ngày sau nếu có gì cần đến xin cứ phân phó, Ngụy gia ta nhất định dốc hết sức mình. Đây là tín vật, xin kế tiên sinh nhận lấy, nếu như khó khăn gì cũng có thể đổi lấy chút ngân lượng. Tại hạ cáo từ. Kế tiên sinh, ngài không biết ngọc hồi sơn kia ở đâu thật à? Mấy cái thứ thần tiên này nọ cháu cũng chưa từng thấy. Đúng thế, ta cũng muốn xem thần tiên nó thế nào. Còn ta thì có biết ngọc hồi sơn hay không? Tiểu Doãn Thành, ta có khi nào nói dối chưa hả? Nhưng cháu chỉ mới gặp cái tiên sinh được có mấy tháng mà, trước kia ngài nói dối cháu cũng đâu có biết. Thành nhi,
Nói hay lắm, không phải ta chưa từng lừa dối người khác, có điều chuyện này ta không nói dối. Còn có tiểu dẫn tình này, nói chuyện cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ, ta thì sao cũng được, nhưng mà ở nơi khác cẩn thận chút họa vào nhà đó nha. Phải uống đắng tiểu dẫn tình lại đây, nếu không nó phát triển theo cái hướng bé hư thì chết. Có tiên sinh vậy chỉ phải uống đắng hơn nữa, không được vô lễ, không được nói những lời tổn thương người khác. Ồ, bánh của cửa tiệm bên ngoài miếu không được lãng phí, cùng nhau dùng đi, cung kính công bằng tuân mệnh. Lúc nãy vừa xảy ra chuyện, thần dị vật lập tức có thể ăn bánh uống trà đánh cờ với ta. Làm người phải giữ nguyên tắc, tự kiềm chế bản thân. Ta thường thức điểm này của Doãn Triệu Tiên Nhất. Chuyện còn lại khó hơn việc giữ cho mình thanh tâm quả dục, không bằng danh lợi, mình cũng học được không ít từ Doãn Triệu Tiên. Doãn phu tử, vài ngày nữa kế mổ phải đi khỏi huyện Ninh An. Hả? Có tiên sinh định đi khi nào? Cũng chưa biết nữa, nhanh thì ngày mai, chậm thì 3-4 ngày nữa. Lát nữa phải đến lão hoàn thành xin bản đồ của phủ Cát Châu, rồi luôn tiện từ biệt ông ấy luôn. Buồn đây. Doãn mổ biết có tiên sinh không phải là người thường, đương nhiên là có nguyên nhân rời đi của mình, Doãn mổ cũng không dám hỏi nhiều. Nếu đến lúc đó có thể nói một tiếng thì sẽ tiễn tiên sinh, nếu không tiện thì đành chúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Được, đa tạ ý tốt của Doãn phụ tử. Tập này tới đây đã kết thúc rồi. Nói nam thành rất bộ truyện này thì hãy để lại một